bật lối đường đi đến Phật tiên, muôn kiếp vẫn còn nguyên tại thế. Khổ này qua khổ kia liền kề, lẫn hợp trong bể sổ không ngừng, càng ngày càng u ám tinh thần. Không còn sức quầy chân trở lại, khi có cuộc tan điền thương hại. Các nạn tai đổ dải trên mình, thân sống cam trôi nổi linh đinh, linh hồn cũng gặp gình mây gió. Sống hay chết vẫn nằm trong rõ, bị nghiệp mê lôi cổ đi luôn. Mang lấy thân sống dài chết cuồng, chịu đựng kiếp vào trần ra khổ. Lăn lộn mãi sớm khai chiều đổ, mang mệnh đời nay đẻ mai chôn. Lo miếng cơm chạy chót bọn chồng, vì manh dại cuối lòn bận rộn. Lúc nào cũng lo như bị nhồng, sống trong đời hỗn độn đua chen, chỉ làm cho tâm trí tối đen. Chung cuộc vẫn đem chôn xuống đất, có cảnh Phật còn hoài không mất, mà không tìm qua được cho an. Ấy là điều cần phải tiếc than, cho lòng của thế gian mê muội, nên xét kỹ để lo cải hối. Đuổi theo cho kịp chuỗi ngày qua, mượn thuyền từ vượt cảnh phong ba, để kịp hội lắm qua kỳ tới. Trong thiện tính nữ nam các giới, ráng tu cho Phật hội tên đề. Nếu không ngồi chính phẩm liên quê, cũng ráng được giữa kệ thánh vị, thân tử để được tròn đạo lý. Phận tổ thầy cũng phí lắm nguyện, là những lời của Phật muốn truyền. Xin nhờ khách hữu duyên nhắc lại, đây liền cúi đầu vâng lời dạy. Mượn bút nghiêng kể lại như trên, mong người đời chịu khó đọc lên. Rồi suy nghiệm hư nên tường tành, lo tu niệm một lòng tinh tấn. Cho tâm hồn được sáng suốt ra, cõi Di Đà được biết lối qua. Đường giải thoát thấy ra tỏ rõ, về tịnh độ cho thân hết khổ. Lên niết bàn hầu có an cư, được kim thân bất hoại bất hư, được bổn tánh chân như thường trụ. Được tự tại tự do tự chủ, được khỏi dòng sanh tử luân hồi, được ngồi yên trên sen báo vui tươi. Được thông làm đất trời vạn vật, được còn mãi chứ không hề mất. Ấy là điều đây rất ước mong, xin thiện nam tín nữ đại đồng. Ráng tu được thành công đắc quả. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Cúi lại đấng tam giới tôn quy mạng cùng mười phương Phật, con nay phát nguyện rộng thọ trì sám văn hiện đạo, trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô sám văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô sám văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô sám văn hội thượng Phật Bồ Tát. Thị dân giáo lý phần thần cơ thật luận, từ xa bóng có luồng gió nhẹ, nghe toàn thân mát mẻ vô cùng. Tự thấy mình mở quát hung trung, liền có vị Pháp Long bước đến. Phòng vắng lặng không hương không nến, chỉ lấy lòng tiếp kiến với lòng. Dùng nhiệt tâm thai nén hương nồng, đem thành ý thế chung nước là. Lòng vui vẻ bút không thể tả, rồi cùng nhau hỷ hạ tách chân. Trong khắc kỳ đến chúng Kim Sơn, cúi đầu trước Thế Tôn bái tà. Nhờ ân đức từ bi hỷ xả, giải pháp màu cảm hóa chúng sanh. Bớt khổ sầu thế giới cạnh tranh, cho thiên hạ thái bình an lạc. Phật như đã rõ lòng khao khát, liền nói cho bi pháp diệu quyền, rằng hôm nay vì mở phước điền mới gọi khách hữu duyên lại đau. Chúng sanh dần sống trong mộng ảo, kiếp người đời như thảo thượng sương. Sự nhân từ ít kẻ chủ trương, việc báo ác nhiều phương cổ dò. Mạng đã ngắn càng làm thêm nhỏ, sự mê lầm còn có chi hơn. Người đã không còn bị nghiệp vương, rất thương kẻ đang cơn liễu điều. Cái chết vốn là nơi kết liễu, khách trần gian chung chịu như nhau. Sinh ra thì có tử theo sau, không thể trốn nơi nào cho khỏi. Sanh tử bởi nơi tiền nghiệp gọi, người còn gây còn phải trả đền.
giống đã gieo người dẫu có quên, đúng ngày tháng mọc lên nhất định. Trước không chịu để lầm lo tính, sao muốn ngăn dừng cũng không xong. Nghiệp đến rồi giàu bậc tiên ông cũng phải chịu chứ không tránh khỏi. Như lời Phật đã vừa mới nói, giống đã gieo không gọi cùng lên. Nghiệp tao rồi tuy đã bỏ quên, đúng giờ khắc tự nhiên nó đến. Nghiệp lực mạnh rất vô bờ bến, ngàn muôn năm cũng chẳng mất đâu. Giống nghiệp càng châm gốc rễ sâu, càng nảy nở dài lâu khó nhổ. Nghiệp càng lắm càng nhiều đau khổ, vay cho nhiều phải trả lời nhiều. Nở hồng trần chẳng lúc nào tiêu, vậy oan trai cứ đeo buộc mày. Năm tháng vẫn dít trong khổ hải, kiếp đời lăn lộn mãi sông mây. Đường Tây Phương bật lối trở về, nẻo địa ngục giàu ra mòn gót. Chịu hành phạt đã không còn sót, cửa luân hồi chưa vượt khỏi qua. Nghiệp trận còn đành phải sanh ra, mang lấy kiếp gọi là sanh vật. Lo thân sống nào ăn ở mặc, nào lợi danh nào vật dục tình. Rồi sanh lòng bảo thủ lấy mình, việc chi cũng muốn trên hơn cả. Tánh ích kỷ sanh ra nhân ngã, khiến cho người nổi giả cạnh tranh. Thấy ai hơn có ý ghét ganh, thấy ai kém sanh tình hung hiếp. Hổ tham chẳng bao giờ phủ liếp, tâm tham danh tham sắc tham tài. Ba điều tham thiên hạ đáng sai, đa số khách trần ai đều bị. Nếu chẳng dứt được lòng ích kỷ, thì chứng tham khó trị cho lành. Hễ tham danh thì khổ vì danh, chữ danh nó gần bên tài sắc. Danh có được sắc tài liền bắt, tài được rồi danh sắc nó theo. Sắc có thì danh lợi nó đeo, danh tài sắc ba điều dinh liêu. Dướng một cái cả ba cái níu, ngã bên nào cũng chịu khổ sầu. Vượt ra ngoài có mấy ai đâu, rơi vào đó biết bao nhiêu kẻ. Đạo cốt nhục nở đành chia rẽ, tình đồng bào sâu xé nát tan. Cũng vì danh vì sắc vì vàng,
làm cho kẻ tham gian tôi mắt. Mê danh lợi lắm người phản tặc, đâm sắc tài nhiều bậc dông ân. Biết bao điều thảm sát bất nhân, vì tài hoặc vì danh vì sắc. Nếu chuyện lớn nước nhà sanh giặc, còn nhỏ thì thù ghét chóm riêng. Khắp quán cầu thiên hạ đau điên, vì tài sắc vì danh lợi cả. Tánh ích kỷ với lòng nhân ngã, mưu lợi danh mưu cả sắc tài. Người giết người chẳng biết gom tay, bạn phản bạn quên ngày hậu nhật. Trai bất nghĩa gái không hạnh đức, chồng bát tình vợ thất tiết trinh. Trò phản thầy tớ hại chủ mình, cũng vì sắc tài danh phần lớn. Mình sung sướng mặt người đau đớn, thấy của ai cũng muốn lâm le. Lời nói lành chẳng để tai nghe, thấy việc phải không hề bắt chước. Vì ích kỷ chẳng vui làm phước, vì ngã nhân muốn được phần mình. Tao muôn ngàn tội ác tại đình, cũng vì lợi vì danh vì sắc. Người đối xử với người khe khách, người nhận tâm lừa gạt lẫn nhau. Chẳng phải vì ích kỷ hay sao, quyền lợi đụng chạm nhau do đó. Muốn danh vọng muốn nên giàu có, muốn cao sang vợ đẹp con xinh. Muốn cho ai cũng phải phục mình, muốn mình sống mặc tình ai chết. Càng muốn mãi muốn hoài không hết, các việc do lòng ích kỷ sanh. Giữa loại người đủ mặt cạnh tranh, vì muốn lợi cho mình làm trước. Mình muốn được thì người muốn được, mới gây ra các cuộc đấu tranh. Kẻ được thì đủ cách giữ canh, người bị mất cố tình lấy lại. Kẻ nay thắng kế mai lại bại, người bại nay nhưng lại thắng mai. Thua trần thắng được cũng cày mài. Xét cho kỹ có ai sung sướng, chỉ tạo lấy thêm nhiều nghiệp chướng, làm cho đời khổ lớn thêm ra. Danh lợi mua bằng cách thù hềm, thà không có còn êm hơn có. Vì sự sống diệt chia cũng mó, ấy lầm to nào có khôn ngoan. Lợi cho mình mà hại nhân gian, cái lợi ấy chỉ làm tuyết lộ. Nghĩ đến chuyện đấu tranh lưỡng hồ, tất không vui làm khổ cho ai. Nếu để lầm nghĩ đến ngày mai, sẽ không thể nhúng tay việc ác.
luật nhân quả thẳng tay trần phạt, vô luận ai tạo tác bất lương. Muốn thì làm chẳng chịu suy lượng, dễ đưa tới con đường tối lồi. Biển sâu rớt luôn công bơi lồi, tội ác lầm khó nổi gỡ ra. Vui nhất thời để khổ lâu xa, sự vui ấy chỉ là thuốc độc. Chúng sanh biết bao điều thảm khốc, vì ham vui trong chốc lát sanh. Cần nghĩ suy rồi sẽ thi hành, tranh bá lợi mồi danh câu nhự. Hành thiện sự hay là ác sự, là nguyên nhân vui khổ trong đời. Mặc dù là một việc nói chơi, cũng ảnh hưởng cho người sâu sắc. Việc thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho mình. Đừng để cho thị dục lừa mình, cùng canh thư cảm tình vũ dồ. Thấy vui phải nhớ ngay việc khổ, biết thương thân phải đổ lấy thân. Đem lời danh cung phụng xác trần, chỉ là việc nuôi ông tay áo. Danh mà chẳng danh là chánh đạo, lợi mà không lợi hao mới chân. Xác phàm phu mà giả thánh nhân, ở trong tục nhưng lòng tại ngoài. Thanh ác lấy lòng từ đổi lại, tình yêu riêng đem cái yêu chung. Tha đói nghèo việc quay bất tùng, cam rách lạnh chớ không lừa đau. Không những đối người nhà ngay thảo, đối với ai cũng hảo tấm lòng. Người lạ quen đều xử chi công, biết tha thứ hơn lòng cố chấp. Các việc ngay chú tâm rèn tập, lợi danh đâu dẫn dắt đường tàn. Đừng quên rằng giúp đỡ người ta, tức là việc giúp cho mình đây. Của người khác mà mình cướp lấy, chính là mình phá hoại của mình. Sách có câu trời rộng thinh thinh, mà chẳng lọt mái lòng kha nhớ. Tưởng ích kỷ ruộng giường rộng mở, có ngờ đâu thêm nở lâu đời. Bữa nay cười để chịu khóc mới, đa số kẻ sống đời như thế. Tham danh lợi lỗi lầm bất kể, mê sắc tài tội lễ chẳng màng. Ấy phần đông của kẻ thế gian, chịu thống khổ nguyên nhân gì đó. Thân tứ đại cuối cùng phải bỏ, tạo tác chia việc khổ vào mình. Sương nhất thời đây khổ hẳn nghìn, là việc của chúng sanh thường tạo. Nuôi thân sống bằng vô nhân đạo, thân sống kia trên giáo trên gươm. Đâu an toàn đâu được
quý thơm, mà lắm kẻ to mồm khoe sắc. Đời đã thấy sớm còn tôi mất, càng bất lương càng chuốc quả sầu, tưởng rằng thừa nước đục thả câu. Chẳng dè có kẻ sao đến thợp, thay nước chứ tưởng là dễ hớp. Lợi nằm ngay trước mắt khó ăn, lòng dục nên tìm cách cản ngăn. Chớ ham việc lợi danh mang quà, bụng khi đói ngậm mồi khó nhà, nghèo gấp tiền chẳng mó dễ chi. Cá mắt câu cũng bởi thế ni, người phạm tội cũng vì lẽ ấy. Khi thèm khát nhịn đi ít thấy, lúc say mê dừng lại mấy ai. Phần đông theo sở dục hằng ngày, muôn chi cứ làm ngay chẳng xét. Biết chung ghét vẫn làm cho ghét, không cần ngày mai mốt ra sao. Để cho lòng tham dục túng thao, hiện thời có biết bao nhiêu kẻ có vợ chinh muốn thêm hầu lè. Được tình nhân muốn bẻ thêm duyên, thấy lòng người không lúc nào yên. Sự ham muốn lưu truyền như vườn, chữ tài sắc lòng thường mơ tường. Việc lợi danh mở miệng nói luôn, nở hồng trần chẳng lúc nào xuống. Tâm trí mãi điên cuồng danh lời, xong tội nọ tội kia liền tới. Hết tù này cái đổi lao kia, tự khóa thân rồi tự liền chìa. Cứ như thế kéo lê kiếp sông, đời này chẳng làm nên trò trong. Kể đời sau cũng hỏng hư luôn, đã trải qua số kiếp dư muôn. Nào khắc giống giả tràn xe cát, tưởng là giấu được điều tội ác, đâu ngờ gây nên kiếp trầm luân. Lo thân mà trái lại hại thân, chỉ một khổ làm thêm mười khổ. Bị mọi cảnh trần gian cam dỗ, làm mê tâm của kẻ tham gian. Gần xuống mồ lòng vẫn còn ham, đeo danh lời như sám khó gờ. Cũng vì thế mà không hết nợ, vừa chết xong liền trở lên ngay. Dạy đâu thì trả đó không sai, kể sao hết hình hài quá bao. Vui hoặc khổ đều do nghiệp tạo, giàu hay nghèo chớ bảo không căng. Hễ trồng tre thì có lên măng, làm ác tất phải mang quả ác. Chớ coi nhẹ nhưng đều tội ác, phải quan tâm đến các hành vi. Vì rằng trong hành động chi chung cuộc sẽ hồi quy lại hết. Việc chi dẫu lắm lòng mê mệt,
cũng cần nên nhiều ít xét suy. Tránh đừng cho tai họa hồi quy, ấy là viết thường khi tác dụng. Phải rõ rệt chớ nên ấp úng, dù việc chi chạm đụng bất ngờ. Người thường hay vì tánh u ơ, bị ngoại cảnh làm cho xa ngã. Tạo công nghiệp tức mang cộng hòa, sự đồng tâm chớ khá coi thường. Chỉ gật đầu cũng đủ tai ương, đâu đợi đứng chủ trương mới tồi. Lấy đạo lý ra làm nguồn cội, để đo lường việc lỗi hay không. Bất luận là kẻ dốt hay thông, khi nhắm mắt cũng đồng thấy tôi. Không lấy đạo để làm đường lối, rất khó lòng biển nổi giả chân. Sai mê rồi dù bậc thánh nhân, cũng lâm tâm tôi không hơn phàm tục. Chẳng lấy chỉ gạn trong lòng đục, đâu bằng người thất học biết suy. Khi tai nghe mắt thấy những gì, chớ tin bương phải tria thiện ác. Chỉ một phút để cho say lạc, suốt cả đời chưa chắc hối xong. Mắt với tay là cửa của lòng, viết tài sắc lợi danh theo đó. Tâm sao động thường do mắt ngó, chí lung lai thường ở tai nghe. Các việc đời lui tới giảng ve, khiến tâm trí người ta siêu ngà. Chưa cầm chắc được trong lòng già, cửa mắt tai chớ kha hở hình. Coi như là có kẻ trộm rình, trong nhà phải thức canh nghiêm nhặt. Nếu sơ ý bị phường đảo tặc lẻn vào trong, vét sạch của tiền. Mất của tiền chỉ bị trung chuyên, mất thiện tánh đảo điên đời kiếp. Bị lầm lạc rơi vào ác nghiệp, còn việc chi khủng khiếp ai bằng. Bối ly loạn càng lắm khó khăn, sự tội lỗi đón ngăn đầy ngò. Nào quyền thế rủ ren to nhỏ, nào công danh cám dỗ đó đây. Chỉ dạy cho lời phải ít ai, đốc suối việc quấy thì lắm kè. Nói đạo đức nhiều người bác bẻ, làm hung sùng lắm kẻ chạy theo. Chốn thiền môn thường thấy vẫn teo, nơi tửu lạc thì bèo thiên hà. Khỏi sách thì bị tài xô ngã, khỏi tài thì sắc ghé lối đi. Giữa chợ đời không thiếu món gì, khách trần ít kẻ đi quá lọt. Rồi lần chết vì là hảo ngọt, người lũy thân vì thích sắc tài. Lúc nguy nàng trong sạch mấy ai, thừa sự biến dở tay nhiều kẻ.
đời có biết bao người cấy khoe, dùng đủ phương hiếp kẻ yếu hèn. Tham của tiền đổi giá bạc đen, hiện lan khắp ở trên dương thế. Càng vất vả đời càng kinh tế, đau càng suy người tế càng nhiều. Vì lợi quyền dân nhuộm máu điều, tranh địa vị nước nghèo sơ sát. Thành công được là nhờ hợp tác, thất bại do phụ bạc dân tâm. Quá tham thì không khỏi bị thâm, đừng tưởng một mình ăn trọn gói. Người dù có tài lương lẻo giỏi, cũng không sao chạy khỏi lưới trời. Có thể mình giấu được người đời, nhưng mình chẳng giấu nơi mình được. Một mình biết đủ làm tối phước, khỏi cần người biết được hay không. Ớt nhai thì mình bị cay nồng, người khác biết hay không cũng vậy. Nhân quả cũng giống như chuyện ấy, thưởng phạt không sai chạy tí nào. Trả nhãn tiền hay trả mai sau, đến chậm hoặc đến mau không mất. Loạn đời chẳng bao giờ loạn luật, chớ thừa cơ làm việc ác gian. Lợi bất minh lợi ấy màu tàn, danh phi nghĩa danh không lâu lắc. Việc đã thấy làng khang trước mắt, sự sách còn ghi chép giấy đầy. Có từ xưa không phải mới đây, kẻ làm mát chẳng chày thì kiếp. Nghiệp đến sắc tài không thể tiếp, hòa lại danh lợi hết phò trì. Tao cho nhiều đến phúc lâm nguy, chỉ có một mình đi gánh chiều. Thế mà chẳng mấy người xét hiểu, nghiệp bất lành cứ triệu mãi ra, khiến cuộc đời không dứt quan gia. Làm cho kiếp thêm ra tội bao, bị các việc hồng trần lừa đảo. Biết mà không chịu tháo lui ra, trái lại còn thêm việc mê xa. Ngày mai một người ta bất kể, sức danh lợi cuốn lôi như thế. Ma sắc tài vũ dỗ giường ni, kẻ lòng còn lắm việc mê si. Lại càng khó thoát ly cho khỏi. Mê thì lầm dù là hốc giỏi, nhiễm thì hư chớ có nói tài cao. Gặp việc không để trí xen vào, đường tội lỗi thế nào cũng dấp. Do hoàn cảnh hoặc do giai cấp, tạo lỗi lầm nhiều cách khác nhau. Nhưng cũng là một thứ trần lao, đều bị khổ như nhau tất cả. Người giống nhau ở lòng nhân ngã, người giống nhau ở giả vị tư. Lo bảo tồn thể chất quyền hư, đem hết cả tâm tư tranh đấu.
Vì nhân ngã lỗi lầm tạo cấu, vì vị tư nhơ xấu gây nên, gieo càng nhiều càng mọc đầy lên. Nợ thế cứ phải đền trả mày, báo thân lại thân không tồn tại. Chỉ mang đời chết dài sống mê, nhìn kỹ ra là thứ trò hề, mọi hình thức đều là giả dối. Chừng biết được đi xa quá đồi, không quyết tâm khó nổi quay về. Dùng dây lên đánh phá giấc mây, để thưởng thức Bồ Đề thật cảnh, tìm cho thấy được nơi bổn tánh, tìm lộn về được cảnh chân như, tìm cho ra thân bất hoại hư. Đó là việc của người tinh ngộ. Nếu không tách khỏi dòng mê lộ, chẳng bao giờ được chỗ an nhiên. Đó là điều chư Phật thường khuyên, khắp sanh chúng ở miền hạ giới. Nay gọi khách hữu duyên bước tới, cũng để mà nhắc lại chuyện xưa. Hầu tùy nghi giáo độ cho vừa, giúp sanh chúng khỏi cơ thống khổ. Ma tài sắc mặt dầu cám dỗ, mồi lợi danh dầu có nhữ câu. Nhờ thấm nhuận chân lý cao sâu, không bị chúng lừa vào lưới nghiệp. Nếu chậm trễ gặp nhiều khủng khiếp, nào bệnh nào già chết bao giây. Làm tinh thần bôi rối cũng quay, khó tìm lối vượt ngoài sáu lầu. Chúng sanh cũng nên mau tỉnh ngộ, sớm thoát ra khỏi cảnh mê sầu. Chịu luân trầm cũng đã quá lâu, đâu còn thiếu mà hầu liên tiếc. Mê danh lợi bị danh lợi giết, mênh sắc tài bị diệt mãn căn, không giúp cho mình được siêu thăng. Sao điều ấy chúng sanh không xét, từ bi thấy lòng như lửa thét. Giảng dạy cho người biết cội nguồn, để trị cho hết chứng mê cuồng. Hầu cứu vớt linh hồn thoát khổ, nước đã ngập lần lần đến cổ. Gặp thuyền không chịu vớ là nguy, lòng con đầy những sự mê si. Nghe lời Phật không quy là khổ, không hữu duyên lời lành khó ngộ. Ngộ được là vì có duyên xưa, nếu quyết tu theo chẳng cù cưa, nhất định sẽ đến bờ giải thoát. Nếu trì quẩn lòng không định đoạt, ngày trôi qua đến hết số căn, tất sẽ không thể kịp ăn năn. Ấy là một việc làm đáng tiếc, hễ có sanh tức là có việc. Từ ngàn xưa đã biết rõ rồi, tại sao còn để tánh lôi thôi, không gấp rút tìm nơi bất diệt. Danh lợi chẳng dài lâu chớ tiếc, sắc tài không chân thiệt đừng mê. Quyết
tìm phương cực lạc trở về, vũ sạch cả việc mây trần tục. Mưa nắng biết tìm nơi lấn đục, đường tử sanh phải cúc khỏi đi. Biết mà còn ngồi đó chịu lì, thật là quá mê si đến đồi. Thân dơ dây biết lo tắm rồi, lòng bận nhớ thì phải bỏ đi. Việc xấu xa còn tiếc làm gì, chúng sanh cũng cần khi hiểu đến. Giấc dù đã có nhiều cảnh khến, cô dũa bào cũng bén trơn ra. Mặc dù người phạm tội thầm đa, biết cải hối thì là hết được. Chẳng làm việc gian hùng báo ngược, cũng vẫn nuôi sống được như thường. Tại sao làm những việc bất lương, cho chung ghét cho vương tội khổ. Sống trong cảnh thân yêu ủng hộ, hơn sống trong tật đố thủ hèm. Ba tánh cần sống cách thuận êm, đấu sanh chuyện đạo điên rối râm. Danh lợi dữ hay lành hãy gầm, sắc tài nên hay chẳng khá suy. Lựa con đường chân chánh mà đi, đó là những hành vi thường nhật. Cách ăn ở phải theo chừng mực, mọi nói năng liệu sức nhắc cân. Tránh những điều ích kỳ tổn nhân, đó là việc đang cần tiến mạnh. Sự hòa hảo vàng mười khó sánh, việc nghĩa nhân bạc nén không bì. Gặp phải hội nước loạn dân nguy, các việc ấy cần thi nhau lập. Thuyền bè hữu dụng khi lục ngập, đạo nghĩa cần thiết lúc ly loạn. Kẻ hữu quyền đừng có ngó ngang, nên lấy đó trấn an dân chung. Đời gấp phải những hồi kinh khủng, chớ thừa cơ lợi dụng nọ kia. Hãy mở lòng cơm áo sớt chia, tâm hồn ấy chợ quê nên có. Kẻ mắc nạn mình ngồi đây ngò, mình lắm tay người có giúp đâu. Khá để lòng xét rõ càng sâu, lo tương trở lẫn nhau lúc khổ. Thấy dục nát thì lo giải dỗ, thấy nghèo nàn thì đỡ nâng cho. Phúc lợi cho nhân loại biết lo, vàng bạc khó đem so tình ấy. Đã là người biết phân phải quy, khá chọn đường nhân ái mà đi. Lợi danh mà bất nghĩa ham chi, vì nó chỉ là nguy với tội. Được thỏa mãn chỉ là một đồi, nhưng sao rồi chịu hôi suốt đời. Có phải là bị lỗ hơn lời, người ha chẳng lửa nơi dinh diều. Thiếu tiền bạc còn nhiều cách liệu, thiếu nhân tình khó níu vào đâu. Ba tánh cần lấy nghĩa làm đầu, khi hữu sự khỏi âu đơn độc.
dù không phải là cùng thân tộc, ở biết điều sẽ được người ưa, gặp những khi ương yêu nắng mưa, không gọi cũng có người đến giúp. Đời có mắt xem mình từ chút, trong người khen còn đúc người chê. Miệng thế gian phê phán khắc khe, cách ăn ở nên dè dặt đến. Ở lương thiện tự nhiên người mến, khỏi phải cần rủ quên ép này. Việc làm lành đâu lửa có tài, mà bất cứ là ai cũng được. Giàu nghèo vẫn làm nên việc phước, lượng khác nhau nhưng giá bằng nhau. Nghèo một xu giàu đáng mười hào, vật tuy ít tâm nào phải ít. Xưa có kẻ thì chăng cũ rích, được trở nên công đức vô biên. Phật cho mời đến trước Phật tiền, vừa điểm đảo vừa khen vô tận. Chỉ có một mình chẳng để bằng, những vui lòng đem cúng chư tăng. Giá trị châu ngọc có sánh bằng, ít người được từ tâm như thế. Chúng sanh lấy đó làm tỷ lệ, trong nhà tu đến kẻ ngoài đời. Khi muốn đem thi của thi lời, phải thành thật từ nơi tâm nào, giúp đỡ cho người do lòng thào, chớ không do lòng háo lợi danh. Và cũng không mong biết ơn mình, lòng thảo ấy giống tình của Phật. Cho thấy mất nhưng không có mất, giữ tưởng còn nhưng thật không còn. Của tuy mòn phước đức chẳng mòn, sự còn mất do lòng chọn lừa. Việc sâu tốt tự mình sửa chữa, phước đức là cái cửa giải oan. Nở hồng trần muốn được rành rang, người nên sớm mở toan cửa ấy. Phải lo tin trước khi sống dậy, nổi gió rồi quát cậy sao xong. Biết rằng khi chết nắm tay không, chớ tạo nghiệp ác trong lẽ sông. Tạo nghiệp ác dù dày hay mong, cũng phải đền chẳng trốn khỏi đâu. Nghiệp mong thì bị nhẹ thắm sầu, nghiệp dày phải chịu đau khổ nặng. Chúng sanh nhớ thật tâm tranh hằng, đừng khinh thường lầm lẫn nhỏ nhen. Tập cho lòng sợ lỗi được quen, lần lượt sẽ trở nên toàn thiện. Thuốc thường hút lâu thành ra nghiện, tội hay làm sẽ biến thói quen. Việc nhân từ lòng cố đua chen, tánh hung ác đâu len vào được.
suốt đời vẫn lo làm việc phước, một lòng nguyện giải thoát hồng trần. Tất không còn bị nghiệp chuyển luân, đời sau hết chịu cơn sanh tử. Còn sống chết vì còn nghiệp dữ, hết luân hồi vì đã trọn lành. Cõi ta bà tất cả chúng sanh, chớ để giả mong manh việc ác. Một lần lọt vào đường sông thác, dễ bị đời dẫn dắt trăm lần. Há không lo dừng lại bước chân, cho khỏi kiếp trầm luân khổ hài. Rừng mê rất có nhiều cảm bày, không chạy ra tất phải mang vào. Khi bị rồi khó nổi bông đào, thân ấy sẽ ra sao thử nghỉ. Tuôn đời rất có nhiều dối mì, nhiều muốn ham, nhiều bị gạt lừa. Bà lời danh chớ có mến ưa, sự tài sắc đừng mơ mộng đến. Tranh khỏi các việc đời dù quên, mới mong ra khỏi bến mê tân. Nếu còn chịu thị dục nơi thân, thì còn bị nhiều cơn chìm nổi. Còn mê tất nhiên còn tâm tối, ráng làm cho hết thoái sai mê. Cõi siêu sanh thấy lối trở về, được khoái lạc còn chi sanh kịp. Còn mê tức là còn táo nghiệp, nghiệp còn thì còn kiếp luân hồi. Mê là nguồn gốc tạo ra đời, khi đời hết vì người mê hết. Bởi mê thấy vật kia cũng mất, thân chết nhưng không chết nghiệp mê. Mê đâu thì sanh đó không xê, luân hồi bởi tại mê mà có. Điều ấy chúng sanh nên nhớ rõ, bưng gốc mê cho nó hết sanh. Tất không còn bị nghiệp quảnh hành, chừng đó mới trở thành tự tại. Lầm lạc biết quay đầu trở lại, cố đi dầu xa mấy cũng gần. Đem phàm thân đổi lấy Phật thân, giảng sự ở tinh thần cương quyết. Lo liệu trước khi đời tận diệt, gần lắm chung hôi tiếc đã rồi. Việc đáng thôi phải nhất quyết thôi, thì mới trở thành người siêu thoát. Cõi thế gian là nơi tội ác, kém thiện tâm khó vượt cho qua. Có tinh thần như Phật Thích Ca, mới có thể lìa xa tục lụy. Muốn thành Phật mà không đại chí, có thắng qua lũ quỷ trong đời. Đứa này kêu cái đứa nó mời, đã làm biết bao người xa ngã.
kẻ dục vọng còn nằm trong già, chưa hoàn toàn phóng xả khỏi tâm. Mặc dù là ngồi giữa thiền lâm, chưa chắc khỏi đời làm cho hoài, tâm trần tục không còn một mày. Dù ở nơi đường cây chợ đông, cũng như ngồi ở chốn vắng không, vẫn giữ được cõi lòng thanh tịnh. Thật tâm định lúc nào cũng định, trước Phật như trước cảnh người đời. Vẫn bình tâm chẳng sự đổi dời, người tu phải sống nơi định ấy. Định không có huệ không thể thấy, huệ không thì khó giải nghiệp mê. Muốn định thì phải tỉnh mọi bề, tâm thật tỉnh là kề định huệ. Định huệ vốn hoàn toàn liên hệ, như đèn dầu không thể tách đôi. Định được rồi thì huệ đến nơi, huệ có bởi định rồi mới có. Định huệ đủ tâm thần sáng tỏ, như giấc mê được mở mắt ra, cảnh mộng và cảnh thật khác xa. Mê thấy khác, tỉnh ra thấy khác. Chưa định huệ như mù đi lạc, định huệ như sáng mắt đúng đường. Kẻ hoàn toàn không biết hướng phương, người thật rất thông đường đi tới. Không biết hướng thành ra bối rối, hiểu rảnh đường nên mới thông dung. Không thấy nên dấp ngã lung tung, được thấy rõ thì không đụng chạm. Bởi không thấy mới gây khổ thầm, nhờ thấy nên chẳng bám nở đời. Thật khác nhau một vực một trời, người tu phải đặt nơi định huệ. Thành lòng phát những lời đại thệ, thệ độ vô số kể chúng sanh. Thể trừ xong phiền não nơi mình, thể học hết pháp lành của Phật. Thể thành Phật cao siêu tột bậc, ngày đêm luôn gắng sức tu hành. Những lời thề ấy phải đạt thành, dù phải chịu muôn nghìn đau khổ. Không thành được tự mình khó độ, thì còn mong cứu khổ được ai. Tập cho mình bơi lội thật hay, mới có thể vớt người chìm đắm. Ngày đêm phải tự mình suy gầm, mi ngăn gió trần cho lặng sống tâm. Sống tâm còn thấy lạc lầm, trời tròn lại thấy nhăn xẻo xò. Sống thì đục vật không lộ rõ, lặng thì trong chiêu tỏ thiên hình. Sớm làm cho tâm được thanh bình, là sớm được đạt thành trí huệ. Trí huệ có tất
sống đại thề, không sợ làm cho kẻ khác lầm. Chẳng khác nào đi quan tối tâm, trong tay có sẵn cầm ngọn đuốc, sẽ giúp cho kẻ an tâm được, mà chính mình cũng bước vững vàng. Đuốc làm cho người thấy rõ ràng, trí huệ giúp người tan mê mùi, được có của nhờ lo cắm cùi, đắc đạo màu nhờ gối trần tâm, quyết tu hành tất đạt quyền thâm, chớ ngờ Phật xa xăm khó gặp. Nếu chịu khó ngày đêm tu tập, sớm muộn gì cũng đắc đạo màu, vạn sự do chi quyết làm đầu. Chi đã quyết thế nào cũng được, đừng hèn yêu trước điều trái ngược, chớ rụt rè trong cuộc gian nguy, phải kiên trinh phải đủ gan lì, thắng chướng ngại thắng khi thử thách. Dẹp ích kỷ, dẹp lòng kiêu cách, dẹp tham lam, dẹp nết dâm ô, dẹp gian phi, dẹp tánh phàm hồ, thôi ganh ghét cũng lo dẹp quét. Dẹp chửi mắng, dẹp lời lau khoét, dẹp theo thùa, dẹp hết ác ngôn. Dẹp gắt gai, dẹp tánh tự tôn, dẹp trộm cướp, dẹp luôn sát hại. Dẹp giận dữ, dẹp lòng ngu dại, thường gìn cho quảng đại tấm lòng. Kẻ tại gia cần phải lo xong, khi giao tiếp ở trong xã hội, cùng kẻ khác hằng ngày đáp đối, việc nọ kia trao đổi rất thường. Những sự nào nên thắng nên nhường, cần phải biết tận tường mọi việc, vừa là giữ cho mình tinh khiết, vừa giúp cho đời biết sạch nhớ, tránh không cho danh lợi làm mờ, ngăn tài sắc gác lừa tối lồi. Lấy giới luật ra làm ranh lối, dình bước chân cho khỏi phạm qua, lúc khó khăn nhớ niệm Di Đà, lấy bổn nguyện ra mà nhìn chiều. Buổi đầu cố nhiên còn vương vưu, nhưng sao rồi sẽ kéo xuống ra. Trong khi còn là sĩ đạt ta, với khi Phật Thích Ca có khác, mặc dù cũng chỉ là một xác, nhưng khi mê khi giác khác nhau. Lúc còn mê mờ mịt lao sao, khi đã giác lao lao trong sáng, mê với giác nói hai hình dạng. Nhưng cũng từ một bổn tâm sanh, vạn sự do tâm ấy tạo thành, thấy tâm được là rành vạn sự. Do tâm khởi ra điều hung dữ, cùng tâm sanh ra sự hiền lành, việc lớn lao bằng núi bằng thành.
đến nhỏ nhất như kim như chì, tất cả cũng do tâm suy nghĩ rồi tạo ra các sự nọ kia. Thấy được tâm như khóa gập chìa, mở ra hết những gì trong ấy. Các vọng tưởng dù là che đầy, cũng ráng tìm cho thấy bổn tâm. Tâm thấy là thấy Phật giáng lâm, tâm không thấy Phật làm sao thấy. Tâm muốn thấy chớ tầm trên giấy, phải tìm trong lòng mới thấy ra. Vọng tâm như mây khói phong ba, chân tâm tở bao la vũ trụ. Lấy chân tâm để mà làm chủ, chớ nhận lầm cái thứ vọng tâm. Vọng tâm mà tưởng thật là lầm, kẻ tu niệm phải cần đính rõ. Chân tâm rộng lớn và sáng to, vọng tâm thì hẹp nhỏ lu mờ. Chân tâm thì phẳng lặng như tờ, vọng tâm rối giường tơ vò cuồng. Chân tâm chẳng vật nào lôi cuông, vọng tâm thì bị vướng lung tung. Chân tâm thì như khoảng không trung, trầm vạn vật nhưng không một vật. Vọng tâm cứ đổi thay không dứt, nhưng chân tâm chẳng chút đổi dời. Như hư không như ánh mặt trời, xưa cũng thế nay thời cũng thế. Vạn sự lấy tâm làm cõi rề, bỏ tâm là sự thế không thành. Muốn đạt nơi bất diệt bất sanh, phải trở lại bổn tâm thường trụ. Nhớ lấy cái chân tâm làm chủ, sẽ không lầm các thứ vọng trần. Chủ được tâm thì đạo được gần, không làm chủ được tâm xa đạo. Khắp thiện tinh khá suy chu đau, chủ được tâm cho đạo sớm khai. Đạo khai rồi cùng Phật đồng vai, hoàn toàn vượt khỏi ngoài sanh tử. Lúc nào cũng an nhiên vô sự, tự do không còn thứ buộc ràng. Cõi vô sanh hoặc cõi niết bàn, chính là cõi của tâm vi diệu. Kẻ học Phật phải cần tìm hiểu, để tu cho biết nẻo mà về. Đã tu mà không thoát cõi mê, thường gì bởi lối ra chẳng biết. Thiếu tin tưởng sẽ không nên việc, thiếu lòng thành thì Phật khó trông. Việc tu hành muốn được thành công, phải đầy đủ tấm lòng tin tưởng. Thường bị cảnh chung quanh ảnh hưởng, vì thiếu lòng tin tưởng mà ra. Nếu có lòng tin tưởng sâu xa, tất không bị người ta cám dỗ.
tin tưởng có cõi vui tịnh độ, tin tưởng mình có thể sanh qua, tin tưởng xưa Phật cũng người ta, thì mình cũng sẽ là như Phật. Lời Phật nói không hề sai thất, nếu làm y như Phật đã làm, tin tưởng sao làm vậy cho cam, không thể để ai làm thôi chi, nhất định sẽ vẹn tròn đạo lý, được thành công như y đã nguyện. Tin tưởng là sức mạnh vô biên, được thành Phật thành tiên nhờ nó. Tin tưởng ngay trong lòng được có, thì sự tu đâu bỏ nửa đường. Khuyên nhủ trong ba tánh thập phương, tu phải có chủ trương mới được. Tình làm phước thì là gặp phước, làm ác thì gặp ác không sai. Tin rằng mình nghiệp dữ chẳng gây, nhất định chẳng đầu thai cõi khổ, việc trần chẳng để lòng ham hô, chắc chắn không bị trở lại trần, lòng hằng mong cõi Phật được gần. Thế nào cũng sanh lên cõi Phật, luật nhân quả chẳng bao giờ trật, gieo giống nào thì mọc cây ni. Trồng từ bi có trái từ bi, gieo bảo ác lên cây bảo ác. Việc lành dữ của mình tạo tác, sau này mình hưởng hết không sai, cõi ta bà bất luận gái trai. Tình như thế hết ai phạm tội, nói cài hối lòng không thật hôi. Nói tin không tuyệt đối tưởng tin, gặp khi đời thử qua sức mình, thường xa ngã không cần chống nổi. Vì lẽ ấy khi người cãi hối, phải thành tâm chớ dối trong lòng. Những điều mình chưa gọi rửa xong, tự hổ thẹn dù không ai biết. Được vậy mới trở nên thanh khiết, tội lỗi không còn việc tay lai. Trước kia dù nhiều sự lầm sai, nay sửa được ra người tốt đẹp. Thật hối cải chứ không nói mép, thì ai tu cũng đắc được thành. Đã quy y mà chẳng chịu hành, nên rất ít người thành chánh hòa. Lỗi tại kẻ lòng còn dối giả, chớ Phật truyền đạo cả không lầm, khá để lòng tin tưởng cho thâm. Trọn đời cố gắng làm theo đúng, thời tiết tốt mùa màng được trúng, tu gặp đường đạo chánh mau nên. Quá mê đời việc đạo bỏ quên, tai hại nặng còn hơn nhà cháy. Bị nhà cháy còn mong cất lại, mất đạo rồi khó lấy đâu ra. Bị cháy nhà chỉ khổ đôi ba, mất
đau khổ sanh ra vô số. Bị nhà cháy một thời nghèo khổ, mất đau rồi muốn thở sầu đau. Nếu có người hỏi tại làm sao đạo Phật được quý cao như vậy, trả lời rằng đạo qua khổ hải, còn đời thì chìm mãi sông mây, đạo gặp rồi mà lại bỏ bê, thì kiếp khổ nặng này thêm nữa, đạo giúp chúng qua cơn khói lửa. Biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, không làm cho ai chịu khổ đau, hết còn thấy người nào ích kỷ. Ai cũng biết ở theo đạo lý, ai cũng đều xử trí công minh, giúp cho nhân loại được hòa bình, đời sống được trở nên hạnh phúc, về vật chất không còn thiếu hụt, về tinh thần luôn được sạch trong. Cõi thế gian đổi lại tiên bồng, người tối lỗi không trông thấy nữa, đời chẳng khác như là nhà lửa. Đạo như là nước chữa cho tiêu, thiêu nước thì nhà sẽ bị thiêu, vật trong ấy đều tiêu cho cả. Đạo cao quý thật là vô giá, không thể nào mô tả cho cùng, đời muốn ra khỏi cảnh lao lung, nhất định phải cần dùng đến đạo, cột kèo thiếu thì nhà xỉu xào. Đạo đức không đời bảo ngược luôn, đạo giúp cho đời rối được suông, sống không tội thác nương cõi Phật. Người đời được trở nên thành thật, gìn nhờ câu đạo đức phận nhiều. Nếu đồng theo đạo đức một chiều, đời người biết bao nhiêu tốt đẹp. Nhà lao tự nhiên là phải dẹp, tòa án không còn lập ra chi. Khỏi phải cần tranh giữ làm gì, cũng chẳng sợ ai đi lấy pha. Người nào cũng đàng hoàng phong nhã, nếu cao nền văn hóa con người, ai cũng đều ăn nói vui tươi, không còn kẻ mở lời thô lỗ. Trong đồng bái đến ngoài thành phố, không còn nghe thấy kẻ gian manh. Ở chỗ nào cũng được an lành, đạo đức dẫn nhân sanh đến đó. Cảnh sông ấy nếu chưa được có, thì đời chưa tiến bộ chút nào. Chỉ tiến về phương tiện hùng hào, chưa tiến một bước nào lương thiện. Tiến bộ đó chỉ làm nguy biến, càng tiến nhiều càng khiến khổ lung. Tình trạng trên thế giới rối tung, cũng vì tiến bộ không phải chỗ, mạnh hiếp yếu cho là tiến bộ, giàu hiếp nghèo gọi đó văn minh.
tiến bộ như thế sẽ chiến tranh, văn minh kiểu đó sanh độ mau. Thật tiến bộ không còn hung bạo, thật văn minh xây tạo hòa bình. Lấy trí suy cho rõ sự tình, đời chưa thật văn minh tiến bộ. Về vật chất thì đua rần rộ, còn tinh thần chẳng có mở mang. Thấy nhân tình quá đổi khô khan, lo cho kẻ thế gian bất ổn. Quá tài sắc thành ra hỗn đồng, quá lợi danh làm rộn lòng người. Tham khóc nhiều chết vui cười, là cảnh sống của đời hiện tại. Người chỉ có khác nhau thời đại, cũng một tuồng ân ái như xưa. Cánh hồng trần dù lắm mến ưa, rốt cuộc cũng chỉ đưa đến mồ. Ăn của thổ thì quần lái thổ, xác phàm nhân có số định rồi. Tạo cho nhiều cũng chỉ thế thôi, thân khi mất sự đời cũng mất. Thật nào khác chim bao một giấc, tiêu tan không sự vật nào còn. Kể ra nào vợ đẹp hầu non, nào cát tía lầu son lộng lầy, nào xe cổ tàu bè bóng bẫy, nào bát vàng của cải dư muôn. Dứt thở rồi vãng sự đều buông, sự vật bỏ còn thân cũng rã, cõi tạm già xác thân cũng già. Đến cuối cùng đều hóa ra không, mưu mẹo gì cũng chỉ luôn công. Càng thêm tội chớ không tồn tại. Tội càng lắm càng làm ngu dại, sự khổ đau càng phải chịu nhiều. Kiếp luân hồi nói mãi không tiêu, đường sống chết cứ theo chặng cuối. Đó không phải tại nơi may rồi, mà tại người tự trói buộc vào. Bởi say mê nơi cõi trần lao, phải vào đó không sao chạy khỏi. Phật xưa đã nhiều lần kêu gọi, lòng say mê buộc trói chúng sanh. Chuyển luân trong sao nẻo bất lành, chịu thống khổ tự mình không biết. Say mê ấy sớm lo trừ diệt, thì chuyển luân cũng diệt liền theo. Khổ sáu đường sẽ chẳng còn đeo, thần chết hết đuổi theo bắt bơ. Cũng hết bị ai theo đòi nợ, có chẳng còn mang cái sợ trong lòng. Đứng ngoài dòng thành trú hoài không, được bất diệt bất sanh như Phật. Làm chủ tất cả trong vạn vật, được bản thân chân thật bất hư. Cõi niết bàn tịch tịnh thường cư, thường an lạc thường như ý nguyện. Khác hơn cõi ta bà sao xiên, cõi niết bàn yên lặng vô cùng. Được tới đây mới thật thông dung,
Người sống mãi chứ không ai chết, không già yếu ốm đau mỏi mệt, được hoàn toàn sáng suốt phi thường, trí phàm không có thể đo lường. Cánh màu nhiễm vô biên vô tận, chúng sanh nếu tu hành tinh tấn đều được đi tới cảnh niết bàn. Quyết lòng tu sẽ được bước sang, còn lần lửa nghi nan khó tới. Ngày tháng cứ trôi qua không đợi, gần lâm chung mới hối muộn màng. Sớm tu thì sớm hết khổ nạn, sớm tới cõi niết bàn tịch tình. Viết trần thế chớ nên bình rình, hãy nhất tâm tu tịnh thường ngày, ráng làm cho thấy tánh bổn lai. Các vọng tưởng trần ai mới hết, khi tịnh niệm lòng còn mỏi mệt thì là chưa mở được huệ tâm. Sự thấy nghe chậm chạp sai lầm, các phiền não mọc mầm không nghỉ. Khá phân tích nơi lòng cho kỹ, đừng để lầm nhẫn quỷ là con. Thật tâm chân thanh tịnh vẹn toàn, còn tâm vọng thì chung bất nhất. Tâm chân mới là tâm chư Phật, tâm vọng là tâm các ma vương. Tâm chân thì đến cõi Tây Phương, còn tâm vọng lạc đường địa ngục. Tâm chân dẫu phong ba chẳng đục, tâm vọng vừa mới lắc nổi bùng. Thật tâm chân sang sủa vô cùng, mày còn tâm vọng mông lung bất tận. Nhờ sáng sủa nên không lầm lẫn, vì mông lung nên lộn sai đường. Vọng với chân phải xét tận tường, tìm lấy cái tâm chân làm chủ. Tâm chân tất là tâm thường trụ, tâm vọng là tâm đủ thứ sanh. Tâm chân là tâm được trọn lành, còn tâm vọng hay sanh niệm dữ. Lành mới thật là hành Phật sự, giữ thì là đồng thứ nghiệp ma. Khởi tâm lạnh thì phước sanh ra, khởi tâm giữ thì là quả tới. Tâm chân tất việc lạnh thường khởi, tâm vọng thì việc giữ thường sanh. Tự xét tâm khởi giữ hay lành, tất biết rõ tâm chân hay dòng. Viết trần tục khiến cho tâm đồng, giữ thì nhiều lành chẳng bao nhiêu. Vừa móng tâm thì phải trừ tiêu, chớ để phạm rồi sao mới hôi. Biết chừa bỏ từ trong vọng khởi, thì hành vi tội lỗi không sanh. Tất nhiên là người được trọn lành, tâm vọng ấy trở thành chân được. Biển trần khổ sống đùa xuôi ngược, phải quyết tâm sống lướt cho qua. Phá dòng dây của lũ yêu ma, để gặp mặt Di Đà Phật Tổ. Thắng qua được tình đời cám dỗ, thật là điều kham khổ vô cùng.
kẻ tu hành thiêu chí đại hùng, thì không thể thành công đắc quả. Lòng tin tưởng cứng như sắt đá, không bao giờ tan ra yếu mềm. Hành đạo màu bất luận ngày đêm, sống lòng sẽ làm êm lặng được. Biết bao vị thánh hiền thuở trước, bụi ban sơ bị trượt liên miên. Nhưng trượt rồi cô đứng dậy liền, do nơi đó được nên đạo cả. Nếu ai có người tu bị ngã, hãy mau chân bương bà đứng lên. Tuy hư mà cố sửa thì nên, như nhiều bậc thánh hiền ngày trước. Làm tội được thì làm phước được, đều do lòng cương quyết của mình. Tội phước gì cũng tự tâm sinh, chớ rằng việc làm lành là khó. Tánh ích kỷ nếu người chịu bỏ, việc lành chi cũng có thể làm. Người đời thường gì bởi riêng tham, nên không chịu làm ra việc phước. Có nhiều kẻ hại dân hại nước, giật đầu này lấy cướp chỗ kia. Mắt tội tình mắt miệng đời bia, phần lớn cũng là do ích kỷ. Càng ích kỷ càng không đạo lý, chỉ lo thân chẳng nghĩ đến ai. Của mình thì nắm chặt trong tay, của người muôn dắt chài ra nước. Nghe thấy kẻ thiếu sao hụt trước, mà vẫn không động chút lòng thương. Trái lại còn kiếm cách gạt lường, ấy là cũng vì lòng ích kỷ. Nếu muốn được tròn câu đạo lý, phải dẹp lòng ích kỷ cho xong, thì từ bi bác ấy đại đồng, người mới có thể mong thực hiện. Dù người có ra công tu luyện, mỗi ngày lo tụng niệm ba thời, mà tánh tình ích kỷ không rời, thì cũng khó về nơi cực là. Tánh ích kỷ vẫn đầu tham ác, thường làm cho thân thuộc phân ly. Tớ bất trung con lỗi đạo nghị, bạn phản bạn cũng vì ích kỷ. Còn có biết bao trò quỷ mị, cũng do lòng ích kỷ gây ra. Làm cho người quen việc xấu xa, bị ô nhục cũng là ích kỷ. Lấy nhân quả để mà suy nghĩ, thấy rằng lòng ích kỷ đáng kinh. Hiện tại làm cô độc đời mình, sao còn phải trở lên theo của. Đời nọ qua đời kia tới nửa, làm mỏi cho tiền của mỗi đời. Không kiếp nào lòng được thành thơi, tánh ích kỷ làm người ràng buộc. Dịp giải thoát nhiều lần bó hút, cũng là do lòng ích
kỷ sanh. Cứ bo bo tài sắc lợi danh, cho đến lúc tự thần đến dắt. Thân ích kỷ làm mù tay mắt, làm bướng càng chất ngất tội sầu. Hưởng một thời nào có được lâu, mà mưa biết tội sâu tở biển. Của thế gian tâm trần quá nghiền, nên quên suy đến chuyện ngày mai. Biết quả tay mà vẫn vui say, cho đến phút thở dài chưa hôi. Từ vô thủy tới nay vẫn tội, đã làm cho quen lối hồng trần. Rất ít người đủ sức trở chân, phần đông cứ đi luôn đường khổ. Dù rằng các Phật tận dạy dỗ, kẻ tin theo thì có mấy người. Còn phần đông chẳng chịu nghe lời, nên cảnh khổ trên đời càng lâm. Nay cuộc thế như thuyền chở khầm, nổi gió giông bị đâm dễ dàng. Không nghe lời của Phật khuyên can, việc cần cứ đeo mang lụy kiếp. Tâm ích kỷ biết bao khủng khiếp, đã kể trên nên xét tận cùng. Muốn không còn sanh cõi lao lung, phải dẹp nó chớ lòng ôm ấp. Việc phước đức hãy nên làm gấp, đường chân tu luyện tập ân cần. Sự nhọc nhằn chớ quản nại thân, thì nhất định biển trần tác càng. Lòng tu sớm chiều không để làng, Phật Tây Phương sẽ giáng đậu giường. Lời cao siêu Phật Pháp tỏ tường, tự nhiên mở rộng đường cực lạc. Muốn hiện tại trở nên Bồ Tát, lời trên đây chạm khắc vào lòng. Các nhiễm ô gội rửa sạch không, chỉ còn nguyện đây lòng cứu độ. Gặp những kẻ lâm dòng đau khổ, dùng tiền nghi cứu độ cho an. Dạch rõ đường đi đến Tây Phan, để cho khách thế gian tìm đến. Nếu có kẻ việc trần quá mến, chẳng những không nghe đến lời khuyên, trái lại còn nhạo báng khùng điên. Cũng không bỏ cứ khuyên nhủ mày, với ai cũng từ bi quảng đại. Tìm cách khuyên trở lại đường lành, dù cho thân phải chịu hy sanh, cũng vui vẻ hiến mình cứu thế. Đạp gai góc xoáy sành bất kể, miệng lấp sống được bé khổ đời.
khiến cho ai cũng được thanh thơi, không còn kẻ sống đời lao ly. Hoàn toàn dứt sạch lòng ích kỷ, chỉ nhất tâm lo nghĩ cứu dân. Dân sẵn sàng vì đạo hiến thân, đó mới thật tinh thần Phật giáo. Lúc nào cũng thực hành chánh đạo, treo gương cao hòa hảo cho đời. Khiến thiện nam tín nữ khắp nơi, soi theo đó để hồi tỉnh lại. Truyền bá mạnh mẽ tình bác ái, quyết làm cho thế giới hòa bình, không còn nghe tiếng đồng đao binh. Khắp nhân loại hòa bình lành như một, đời nhờ sâu đổi ra đời tốt, làm cho người ngu dốt được thông. Viết từ bi chẳng phải nói không, mà là phải thực hành rõ rệt. Vì việc lớn của đời sống chết, vì việc lo giải thoát hồng trần, nên cố truyền Phật Pháp xa gần, để cho khắp nhân dân tỉnh ngộ. Chân Phật tử đầy lòng quá độ, chẳng hề nào gian khổ đời mình. Lòng từ bi cùng Phật một tình, vì sanh chúng hy sinh tất cả. Đời với đạo đâu là thật giả, tại sao cần hối quá tu hành? Giải thích cho người được biết rành, hầu có đủ lòng tin đạo lý. Kêu gọi mãi chẳng bao giờ nghỉ, để cho người chăm chỉ tu hiền. Ở tại gia hay ở chùa chiền, được nhất trí cần chuyên đạo đức. Cùng nhau biết đồng tâm hiệp lực, kẻ thì cài người cuốc nuôi nhau. Làm cho đời sống bớt khổ lao, là công việc người tu phải nghỉ. Cố gắng dẹp được lòng ích kỷ, tình nghĩa sông đạo lý cùng sông, hợp nhau làm chi cũng thành công. Sự chia rẽ cũng không sanh được, làm phước chẳng tự cho rằng phước, giúp người không nghĩ giúp là công. Người đền ơn đáp nghĩa chẳng mong, là nhờ giúp sạch lòng ích kỷ. Cần là giúp chớ ơn chẳng nghĩ, thiếu là đem bố thí rồi thôi. Như thế mới là thật thương người, tâm ấy mới giống nơi tâm Phật. Tâm Phật vốn là tâm chân thật, thật từ bi thật bác ái tâm. Vớt chúng sanh khỏi biển luân trầm, sự ân ích không cần ai đáp. Mẹ thấy con bệnh tình nguy cấp,
lòng thương lo đến mất ngủ ăn. Lo thuốc men cùng cháu lăng xăng, muốn con mạnh chớ ơn đâu cày. Phật đối với chúng sanh cũng thế, thương chúng sanh như mẹ thương con, cứu độ cho thống khổ không còn. Ngoài ra chẳng còn mong chi khác, đổ đời đến đổi quên khổ xác. Lòng từ bi không thước nào đo, lo chúng sanh chớ chẳng riêng lo. Tâm ích kỷ thật là hết cả, mỗi đạo Phật trở nên rời ra. Cửa thiền môn vắng kẻ vãng lai, cũng vì lòng của khách mặn chay. Quá giả vui quá đầy ích kỳ, lời Phật Pháp hoàn toàn chân lý. Người lại thêm những gì cho hư, dắt nhau đi trái ngược lòng từ, làm cho kẻ ngoài đời chán ngán. Cần phải sửa lại cho chân đáng, chớ nên đem treo bán lừa đời. Phật dạy sao thì phải ý lời, mới không thẹn là người học đạo. Phật vì thế chúng sanh khổ nào, mới đem truyền chánh đạo cứu an. Đâu phải vì muốn lập giàu sang, người chưa lấy đạo làm lợi khi. Những kẻ tu còn lòng ích kỷ, chán đời lo ẩn sĩ tu thân, không để lòng lo việc cứu dân. Tu như thế cũng không thật đúng, huống chi hạn chỉ lo lợi dụng, lại càng không thể nhận là tu. Sợ gì nền Phật giáo mờ lu, là do những kẻ tu dối ấy. Khắp thế giới chùa chiền đầy dãy, thực tu hành có mấy người đâu. Làm cảnh chùa mất nghĩa cao sâu, thành ra chỗ để cầu tài lời. Sai lầm ấy nhiều người biết tới, vẫn để nguyên không đổi sửa ra, khiến cho nguồn chân lý sâu xa lần lần biến thành ra mê tín. Phải họp lại để mà chấn chỉnh, cho cảnh chùa giống cảnh Tây Phương. Để người đời lấy đó làm gương, bỏ hung ác theo đường lương thiền. Ở chùa phải lo bề tu luyện, đã xuất gia chớ luyến hồng trần. Anh của dân phải cứu độ dân, mới là đúng tinh thần nhà Phật. Đã vào đó phải cho thành thật, đúng đắn nhà đạo đức tu hành. Mặc thế gian danh lợi cạnh tranh, lòng mình chẳng còn gánh việc thế.
cố tịnh niệm cho khai trí huệ, đem lời kinh tiếng kể khuyên đời. Dùng từ ngôn cảm hóa khắp nơi, như vậy mới thật người Phật tử. Khi ngoài thế thì làm hung dữ, đã vào chùa thì phải thiền lành. Chùa chiền là nơi để tu hành, đâu phải chỗ để danh làm dữ, đã được tiếng là nhà Phật tử. Thì phải làm các sự từ bi, cách ở ăn theo đúng luật nghi, mới khỏi tiếng sầm xì nhạo báng. Đời có đủ thiên hình vạn trạng, dễ làm cho mù quáng sai lầm. Nhà tu hạnh cần phải trì tâm, thì mới khỏi bị làm xa ngã. Các tập nhiễm từ lâu trong già, nếu người chưa phong xả hoàn toàn, dù trải qua đến mấy thời gian, có dịp nó cũng hoàn trở lại, lần sau sẽ phạm nhiều gấp mấy hơn lần đầu đã phải phạm vào, cho nên lòng ô nhiễm trần lao. Con ơi, hai chữ giác tha tình con với Phật vẫn là tình chung. Giờ này con lâm não nùng, cũng là giờ Phật đau lòng đây con. Trời mưa con đẫm lòng son lệ con, Phật thấy giả còn đau hơn. Ngàn xưa đã râm sâu duyên, khối tình đôi ngã chắc hơn sắc đồng. Con ơi, con ở trận hồng, mọi điều đồng tình nơi lòng Phật hay. Lăn lóc đau khổ chày ngày, không vì tư dục mà khai đảo màu. Đã sâu càng quật thêm sâu, thật là xứng đang đứng hầu Như Lai. Xưa kia cũng thể như nay, giữa con với Phật chưa ngày nào xa. Con nguyện gánh khổ ba gia, khổ con nhiều lúc Phật xa xót lòng. Từ bi bác ái đãi đồng khác phương, nhưng dân Phật cùng một tâm. Ngoài hiên trời đổ mưa dầm, trong con rơi lụy Phật nằm sao yên. Con than vì thiếu đạo duyên, Phật than vì chúng quá ghiền trần ai. Đang ngồi nơi chốn phương Tây, thấy con lễ tham Phật cay đắng lòng. Con ơi, việc hiếu chưa xong, nghĩa dân chưa vẹn hẳn lòng còn đau. Thuở xưa Đức Phật thế nào, hiện nay con cũng bước vào thế ni. Vui lòng nôi gót từ bi, chúng sanh còn có một kỳ này đây. Con ơi, trong nước có mây, trong mây có nước gắn gây duyên lành. Đường Tây vạch giữa chúng sanh, rồng từ cá sấu mà thành ơi con. Đừng buồn đen sẫm màu non, nếu không có đá ngọc còn đâu xanh.
con ơi chuông lớn chỉ mạnh thương đời mát hạ phải đành hy sinh chuyển đi việc cận bên mình. Dòng duyên kia gặp ráng gìn đừng buông, con ơi cha tuổi con buồn nào đâu một buổi mà muốn niên rồi. Bởi đời nay lỡ mai bồi, chiếc đò bị ngán dập dồi lắm phen. Thất vàng dùi mấy không tên, chân tu thử mấy không quen, ô lòng biển cầm luân chẳng lấp sông. Không ai lai chuyển được lòng từ bi, miếng đời hết được mê si, nắng mưa bùng kinh hoàng vì thân lương. Con ơi sớm tối lo lường, chẳng vì danh lợi vì đường độ sanh, không riêng con hiểu lấy mình Phật nơi đâu, cũng rõ tình của con. Gót chân càng lắm hao mòn, đường càng xa rộng ở con chớ này, con sầu đau giả như lai. Muôn xưa cũng tở đêm này ơi con, phòng đơn với một tim son, trời sầu người tham cảnh còn chi hơn. Con ơi nơi chốn kim sơn, tiếng con vang vọng còn hơn sấm trời. Dụng quyền Phật ngõ đôi lời, án lầm con trẻ giúp đời cho xong. Tự sanh giữ vẹn chữ đồng, trên vai còn gánh tan bồng đừng quên. Ngày giờ mau lẹ như tên, người còn lủi đuổi chưa nên phần nhiều. Con ơi trong lượng sóng triều, con thuyền bắc nhã phải chịu từng cơn. Trong gai cũng chẳng chi hờn, não nề là giết con từng trải qua. Ngàn vàng chỉ một cân là con ơi, muôn sự chẳng qua nhất thời. Mượn cơ đi chuyện thế thời, mộng trung mà vẫn là người tình mê. Con ơi nhân loại ngày về, muôn hình dáng trạng tướng hề biến sanh. Tuy con lăn lóc mỗi ngành, vẫn lòng như thể trời xanh một màu. Nỗi lòng Phật qua đớn đau, thấy con còn trẻ chuyện lao trong đời. Con ơi trần tạm con ơi, từ non đài ngõ những lời đây con. Thấy con ôm tấm lòng son, phòng công bóng chiếc heo vốn tháng ngày. Con ơi thế tạm là đây, nhìn con lo liệu Phật cái đắng lòng. Một lời thề lúc xa sông, tình con sao trước một lòng sắt. Đinh đức tình con khéo vẹn gìn, thấy con như phụng lộn hình trên mây. Nhìn con mà thảm lòng đây, cho nên Phật vẫn tháng ngày bên con. Con ơi hai chữ mất còn, liệu thân còn phải giúp luôn đến người. Giết người thế kỷ 20, sang cho mấy bực chưa cười được đâu. Con ơi nhìn trẻ càng lâu, khiến lòng của Phật càng âu lấy lòng. Đài mây vạn sự dài, không chỉ lo cuộc thế như bông sáng ngày.
Con ơi chớ tưởng kéo dài sớm tươi chiều héo, xưa nay một đường từ đây đến chuyển âm dương. Con ơi còn lâm sầu thương trong đời, thấy con quá bước nhiều nơi khiến lòng Phật tở như hồi sống sau. Đã thông nhân quả thế nào nhưng thương con vẫn không sao nén lầm. Con ơi đời tám giải xong giữa con cùng Phật mới hồng an vui. Ngàn vàng gia mấy con ơi không bằng cứu được một người thế gian, liệu lường đến nát tim gan. Khác gì đời Phật mấy ngàn năm xưa, một khi nổi gió xa mưa giọt sầu rơi rớt đến tơ tả lòng. Con ơi mượn đảo tan bồng làm nơi nghỉ canh để hồng bay xa, chỉ đường kẻ lạc xa cha để cùng gặp gỡ ấy là ý mong. Con ơi vàng ở sông trong chúng sanh cần phải ra công bới tìm, thấy đời chưa rõ Phật điềm con đau chính Phật cũng kim châm lòng, sầu tây chưa dứt sầu đông. Đây vừa ngưng lễ kia dòng châu rơi, con ơi lửa chẳng một nơi mà đâu cũng khói lớp trời ơi con. Đến khi biển cạn non mòn từ đây sự thế lắm còn chuyển luân, kẻ nào vội vã vui mừng chỉ là chút lấy vào thân quả sầu. Con ơi cha thảm con rầu không riêng danh lợi vì câu bi tình. Hẹn đời đến cảnh thái bình, nếu chưa yên được lòng mình chưa vui. Lòng buồn không lúc nào nguôi, nhưng ngoài mặt vẫn bãi bui với đời. Con ơi này trẻ con ơi, thấy con đạm bạc xứ người mà đau. Chẳng ham danh vị sang giàu chỉ vì yêu khắp đâu đâu dân tình. Ngày nay có Phật ứng thinh chẳng gì quá bước vì tình đã lâu. Con ơi với lẽ nhiệm màu vì con mỗi việc đuôi đầu lộ ra. Lấy đây làm mực gần xa thức dẫn trong cõi ta bà tình tâm, chen đùa trong giấc mộng nằm đời muốn quá lệ trong tầm mắt thôi. Con ơi còn lắm nguy nghèo, đời như chỉ mảnh mà treo chuông vàng, lo lường sao khỏi lầm than. Hoàn cầu chỉ cách gán xa gì, muốn ai cũng học từ bi để làm cho khắp người quy đường lành. Nếu còn lâm kẻ ác sanh thì không thể có bình thanh bao giờ. Con ơi ngài rối cuộc cờ, tướng binh xong chết khao trong giờ khắc thôi. Nhìn đời Phật bắt châu ôi, biết sao kêu hết khắp người thế gian. Canh qua biết nó sắp tàn hương thơm sắc đẹp có làm chi dinh. Con ơi khuyên chúng sửa mình chứ tham danh lợi quên tình anh em. Dù cho có lâm lúc lem cũng nên chùi rửa chứ làm thêm nhớ. Dịp mai nếu để thờ ơ qua rồi kiếm lại bao giờ cho ra. Đường về gặp Phật
Thích Ca. Ngày nay rất dễ hơn là ngày xưa, thị thành đến xóm làng thương. Nơi đâu cũng có kẻ cho lời lành, biết bao Bồ Tát giáng sanh tùy phương hóa độ dân tình khắp nơi. Thế gian đua việc anh chơi Phật tiện lo sự cứu đời không ngưng. Con ơi phải biết gìn thân thường luôn phản tình là chân thánh hiền. Chẳng quên xét hậu suy tiền lỗi lầm đâu khiến lưu truyền dài lâu. Đào luôn chẳng lấp mới sâu một mối hai dập thì đâu nên hồ. Cây già đành phải cây khô, chưa già không tươi cũng trơ héo cành. Con ơi tu phải cho thành, chớ làm ly có chỉ nhành nhọc công. Ngày này gói ghém không xong mốc mãi đâu khỏi chất chồng bề nhê. Gặp cơ không cởi gió về, để đi ngược nước chân lễ sao rồi. Con ơi Phật cánh có ngồi, trần gian không chỗ nào ngồi cho yên. Bước cùng của cõi phàm duyên không tìm đây, hỏi còn nghiêng chỗ nào. Mất tao né thẳng thì đau, nhưng không nhờ thế làm sao nên hình. Mỗi lời trong các kệ kinh nói chung chứ chẳng cố tình riêng ai. Hiển sâu với nghĩa nhân loại mới không lầm ý của bài kệ cơ. Con ơi trong buổi ban sơ khó thông, nhưng ráng có giờ sẽ khai. Phật xưa khi ở trần ai, lạc lầm cũng đã nhiều ngày lắm con. Nhưng không để chí hao mòn, ý nguyện chưa toại vẫn còn tiếng tu. Cho nên từ chốn âm u tiến ra đến chỗ một màu sáng trưng. Con ơi chướng ngại bao tình với lòng anh dũng, con đừng chịu thua. Càng nhiều quay gỡ đuổi xua càng làm chí khí con thừa mạnh ra. Con ơi giờ cũng canh ba mắt con, lễ đổ trời xa mưa dầm. Phòng riêng con khó yên nằm, Tây Đại Phật cũng như bầm nát gan. Mượn lời không bông kêu gian, gọi là yên ủi bước đàn của con. Dù sao cây gánh nước non cái đại nhân loài vẫn còn trên thân. Con ơi rảo bước xa gần tùy muôn biến hóa chưa từng mất căn. Thì con hiến xác cho trần khiến lòng Phật tở như dần đây con. Từ đây đến rạng đầu non đã rơi lắm cục đường còn nhiều gai. Con ơi dù phải giảng dài nên vui chịu xác ốm gầy vì dân. Thương đêm con não nề thân nằm yên khó ngủ rảo chân thêm buồn. Nhìn đời như hát bãi tuồng, nơi nào con cũng như suông nghệ người. Bên tai con dậy đẩy lời nọ kia của thế chưa hồi nào mây. Lời con xưa đã hẹn thề lòng con nay vẫn chưa hề bỏ quên. Chẳng ham lừng lẫy tuổi tên chỉ ham
lợi chúng là tình của con, canh chay mài có lòng son. Ánh màu thêm hiện ngọc còn chỉ so, con ơi biển rộng còn đó. Lòng thương sanh chung khó dò lắm con, tuy là thân xác gây mòn những tâm hồn ấy. Núi non đâu bề thấy con muốn giết chịu lì, khiến cho lòng đấng từ bi cảm lòng. Nào đâu một lúc gái chồng mà luôn đã sự cay nồng, hỡi con chắc chua nay vẫn cũng còn đường xa ơi trẻ, chớ mòn mỏi tâm. Phật đài lấy lẽ thầm thầm khuyên đời chớ vội mà lầm ơi con, cứu dân bổn nguyện chưa tròn muộn, thân cũng bỏ một thân quản gì. Thế là mới thật từ bi và không trái mối đạo nghị Phật xưa. Con ơi có sánh sao vừa tấm lòng của kẻ mến ưa tu hành. Những người nuôi chí cao thanh chỉ lo giúp chúng lợi danh, không màng ngược đường của kẻ thế gian, cho nên khổ não vướng mang là thường. Phận con nôi gót Phật đường lúc nào cũng nhớ treo gương cho đời, con ơi này trẻ con ơi, khi con bi lụy Phật trời sống sang, canh chày mỗi kẻ ngủ an. Riêng con thao thức Phật càng động tâm, lòng con thường có nói thầm. Đời chưa giác ngộ giấc nằm chưa yên, con đừng buồn thiếu đạo duyên. Đạo duyên đã có muôn niên đến giờ, dừng trăng tuy lắm mây mờ, nhưng nào đâu phải hết cơ. Giúp đời bền lòng tiến tới con ơi, nấc thang dĩ quả tốt vời ráng leo, cung thần ngăn soi trừ beo. Con ơi tìm cách gỡ eo cho trần, một thân nào phải một thân. Trên đường dắt chúng nên cân lấy mình tự, vì tất cả chúng sinh, sinh vì tất cả sanh linh khổ nàng. Con ơi cô phá rộng đàn, cho dân Nam Bắc bớt càng trong gai. Riêng thân hiu quạnh đâu nài, dân tình đấy đó lạc loài mới đau. Biết bao nhiêu cảnh máu đào, nhưng còn có một ngày nào thảm hơn. Nếu ai cũng lấy lòng nhân, lửa bình đâu cháy rổ rần khắp nơi. Con ơi cho đến nạn trời cũng do lòng ác của người sanh ra, muốn cho mùa thuận gió hòa. Lòng dân khắp chỗ phải là hiền lương, xưa nay hiền thánh mười phương cũng vì muôn thế mà trương đảo màu. Con ơi viết chữa vào đâu giữa đường bỏ xác, biết bao nhiêu người nguyện đem thân hiến cho đời, khổ hay là chết vẫn vui không buồn. Miệng sao bổ nguyện tròn vuông, dù hy sinh đến dư muôn cũng đành. Con ơi ném xác rừng xanh làm mồi cho thu để dành duyên sau, biển sâu chớ lượng bằng ngao.
lấy phàm tâm khó hiểu vào thánh tâm, khổ dân còn kéo dài năm. Đường duyên còn phải mở tầm thước ra, thấy con gì đảo xa nhà. Vì dân xa mẹ xót xa Phật đường, buồn khi gió ngược buồm trương. Đau khi gánh nặng mà đường nhiều gai, nặng nề với khách trần ai. Chưa đi đến chôn gót hài, chưa ngưng tâm hồn quá mến muôn dân. Cho nên chẳng kể mỏi chân là gì, con ơi sen ở Liên Trì. Tên con rạng rỡ như khi trăng rằm, muốn cho chúng khỏi mê lầm, còn từng phương tiện lóc lăng khắp cùng. Nhìn con lòng Phật như nung, muốn con sớm toại nguyện cùng về đây. Ngày nào bên cạnh Như Lai, vắng con là cõi trần ai còn sầu. Tình riêng chẳng nói chi đâu, việc chúng nên mới âu sầu. Ơi con ơi non biển cạn mòn, từ bi chi ấy vẫn còn như xưa. Trần hoàng dưới lớp nắng mưa, sắc màu không đổi từ xưa. Ít người dạy cho dân rõ đạo đời, luôn treo gương thiện cho người năm châu. Khổ thân dù có bao lâu, cũng vui chịu hết không câu trách hờn. Hiểu thông định luật tuần hoàn, không phiền trời đất chẳng hờn thế gian. Con ơi đem cả tim gan hiến cho những loại đã toan lâu rồi. Giờ đây sắp đến còi đổi đời, lòng hy sinh phải hơn thời xưa qua. Biến thiên diệt ấy không xa, nhưng buồn cõi thế ít nhà lo tu. Bị đời quỷ quyết làm ngu, sống trong thị dục như mù đi đêm. Bể sâu thuyền chất khẩm thêm kinh nguy, bá bội ổn yên nhất phần. Con ơi khuyên chúng tác lần, chứ tham chở lắm bỏ thân giữa vời. Khẩm thuyền lại gặp xấu trời, mạng căn gia kém hơn nơi. Bọt bèo viết tu dân chúng quá nghèo, cho nên khó tránh nạn yêu của trời. Từ đây đến đổi mới đời, chúng sanh như cá nằm phơi ngoài đồng. Riêng con nước mắt nhỏ ròng, mười phương các Phật cũng không yên ngồi. Phép thần mượn tiếng trên khơi, khiến con bất thảm để lời khuyên dân. Con ơi mau bước ra sân, nhìn lên trời sẽ thấy dừng mây che. Lờ mờ như khuất màn the, bóng người trong mây chính là anh con. Khối tình thương trẻ giường non, muôn năm qua chẳng hao mòn tóc tơ. Vì con giải đủ quyền cơ, muốn con giúp được người nhờ khắp nơi. Giúp đời giết cả con ơi, giúp con cũng chẳng phải chơi. Đâu là dừng mấy lần đứng là đà, bóng người ẩn hiện nói ra sau cùng. Tai nghe như tiếng hồng chung, những lời tử nãy bỗng dưng đổi lời. Từ đâu trên nửa lưng trời, tiếng vang như sấm, còn lời như châu. Lời rằng Nam Bắc nhất câu, Đông Tây nhị nghĩa, địa cầu rung rinh.
Phật linh ma nó cũng linh đao đua nhau dùng phép sát sinh nhân loài. Chánh đường chỉ một không hai đạo màu nắm chặt khỏi ngày thê lương. Ví dụ ít kẻ bán đường con thuyền tỉnh đổ chớ buông máy chèo. Thời xưa cứ dẫn đi theo một ngày kia sẽ có nhiều người nghe. Non thần dù lâm tiếng ve chuyện người dưới thế vẫn nghe đủ lời cổ kim tình chẳng xe lơi. Nhân cơ Phật ứng đem lời phụ theo gian cưng mây cũng ráng đeo chỉ leo qua một vài đèo nữa thôi. Tiếng này vừa dứt xong rồi Phật liền giải tiếp những lời vừa qua. Con ơi người ấy lâu xa cùng con đã có trải qua bao đời nỗi niềm cốt nhục không rời đến lòng cứu thế cũng thời như xưa. Thương con non biển không vừa lúc nào cũng vẫn lòng hờ bên con. Phần con ráng giữ cho tròn chớ anh con vẫn không mòn nghĩa nhân. Nước nhà đã đáp tròn ân đạo đời cũng xử vén phần từ lâu. Nay vì nghiệp chúng hoàn cầu cùng con kiếp chót đồng chầu Như Lai. Dịp này có một không hai ráng bồi công đức chờ ngày quy nguyên. Hung sùng mê muội muôn thiên tĩnh tâm làm việc lương hiền mấy ai. Trải duyên mây cũng chớ nài giống lành cô rải chờ ngày nở hoa. Nếu con chẳng giả nại hà kiếp chạy sẽ giúp người ta được nhiều. Một lời con trẻ réo kêu muôn xe châu ngọc đem treo không vừa khó làm khắp hết người ưa. Chớ buồn kẻ chẳng mũi dứa như mình tuy nhiên là giống hữu tình có ngày họ sẽ sửa mình ơi con. Nhớ câu nước chảy đã mòn giấc mê mấy gọi mãi còn tỉnh ra. Con ơi chớ bỏ người ta kiếp này là chót ráng mà thi công. Với đời mỗi vật đều không giới người phải nhớ đầy lòng yêu thương. Làm cho ai cũng hiền lương biết lo giúp đỡ biết nhường nhịn nhau. Con ơi dù khác sắc màu cũng là sanh chúng hãy vào lòng thương. Từ bi rộng lớn không lường muốn con cũng được chung vườn từ bi. Lao đao mấy chẳng quản gì miễn là chữa được vết tỳ nhân gian. Ngày về nơi chốn lạc ban rất mong con dắt được ngàn muôn dân. Con ơi nơi bến mê tân con là một của muôn dân duyên đời. Lần này cho đến mọn hơi lúc nào cũng nhớ hiến đời cho dân. Đăng cai để phúc cho trần là điều hiếm có chớ phân vắng dài. Ngày nay như đã bao ngày con từng vì chúng chịu cái khổ đời. Con ơi này trẻ con ơi nhớ theo đúng lý của người mẹ con quản chỉ thân xác hao mòn miễn làm cho khắp muôn dân hưởng nhờ. Từ xưa đâu phải mới giờ đã thầy đổ thế chưa cơ nào ngừng. Nhiều lần gấp
cốt dưng dưng lòng con như một chưa từng đổi thay. Xưa sau nay vậy chớ phai, chưa đi đến chốn đừng quay lối đường. Con đau sầu Phật hiểu tường, lúc nào Phật cũng bên giường của con. Lời lành nung đúc tim son, trẻ chưa nên phận Phật còn lắng lo. Mùi thiền vẫn được thơm tho, mặc dù trong cảnh ngao cò bấy lâu. Càng bao cay đắng âu sầu, càng cho đời hiểu lý màu Phật gia. Con ơi trong cõi người ta, mẹo mưu thế mây vẫn là chúng sanh. Nếu không tâm hướng nẻo lành, thì còn mãi cuộc tranh giành món ăn. Thử xem nơi đám ruồi lăn, rồi nhìn lại kẻ học hành hiện nay. Khác nhau chỉ có hình hài, chứ trong ý dục một bài như nhau. Hai người để cướp sang giàu, khiến người đau khổ không nao núng lòng. Nhìn vào nơi cõi trận hồng, thất người thì ít mũi mong nhiều hơn. Thế nên khắp hết chư nhân nạn tay chịu lẫn chưa ngừng phúc nào. Con ơi đang lúc ba đào khắp trên mặt biển, chỗ nào ổn yên? Thuyền chìm hoặc lẽ thuyền nghiêng, khác nhau chỗ đó còn phiền như nhau. Tâm trần càng lắm tự cao, càng đưa nhau đến máu đau nhiều hơn. Tranh tài chứ chẳng tranh nhân, chấp nê từ biết tranh hơn từ lời. Thế nên lòng đất lỡ trời, bất ngờ giây phút loài người tan hoang. Chớ chi mà khắp thế gian trọng nhân hơn trọng bát vàng thì yên. Nói ra thêm thảm thêm phiền, người đời đa số trọng tiền là hơn. Coi thường những việc nghĩa nhân, giết người lấy của không ngần ngại chi. Mặc dù người có lương tri sánh cùng ác thu, có gì hơn đâu. Cho nên trong cuộc bể dâu, ác lai ác báo chạy đâu khỏi trời. Muốn sao ai cũng tỉnh đời, đua nhau hành thiện khỏi hồi biến thiên. Con ơi xưa đã trót nguyện, ráng tìm cứu kẻ hữu duyên Phật đài. Chớ ngờ thế cuộc kéo dài, mái chèo bắt nhã ngơ ngoài bể sâu. Ngày qua mau chớ chẳng lâu, nếu không liệu trước sau âu muộn màng. Rung chuông tịnh mộng trần gian, đài sen thấy được mới toàn mãn căn. Bớt đi những thói hung hăng, sớm chiều ráng tập lòng hành thiện lương. Thấy người bệnh tật biết thương, gặp ai đói khó biết nhường miếng ăn. Không cần mặc áo nhà tăng, đầy lòng nhân ai cũng thân Phật đài. Chớ nên trao trĩa bể ngoài, cần nên dọn dẹp dồi mày bên trong. Nói làm phải được dung thông, chớ nên nói có làm không bất thành. Nếu cho cuộc tạm mỏng manh, đau màu cần phải phụng hành ngày đêm. Biển trần sông gió chưa êm, khổ đời càng lúc càng thêm chưa ngừng. Hai hại nhau tiếng Phật bảo đừng, nhưng người đời chẳng chịu ngừng gươm đau.
Con ơi cùng một thầy bào, phải nên thương mến nở nào ghét dơ. Ngoài hiên luôn có kẻ chờ, trong nhà lộn xộn vào vơ vét đồ. Hiển nhiên đâu phải mơ hồ, hãy mau bỏ lối ngao cò ấy đi. Chớ nên bắt ô bắt tì, cần tha thứ hết những gì lỗi qua, làm cho thông nhất trong nhà, để cho trở lại bình hòa như xưa. Cửa nhà tan nát thấy chưa, không lo tu bổ còn cửa rui mè. Giảng hòa nếu chẳng chịu nghe, có ngày không phà giải để che bọc mình, sẽ còn bị kẻ nhạo kinh thị. Như súc vật mặt tình khiến sai, làm người ai cũng như ai, chứ nên sống dưới gót dài người ta. Gương hùng xưa của ông cha, học theo cho xứng con nhà rồng tiên. Con ơi xem cảnh tùy duyên, liệu bề thức tỉnh khắp miền trần gian. Nghèo hèn với bức giàu sang, cũng nên đối đãi đồng hàng như nhau. Dẹp tâm cô chấp sắc màu, con người ai cũng như nhau con người. Lấy lòng bình đẳng tốt tươi, giúp nhau hơn việc khinh cười lẫn nhau. Tinh thần càng giác ngộ cao, lại càng biết kính trọng nhau hơn nhiều. Thân người khó tạo bấy nhiêu, thì càng nên trọng chớ điều khinh chi khinh. Càng bao mực sông bất bình, càng nên sáng phận cho xinh con người. Mong sao tạo được cuộc đời, chẳng ai đau khổ không người ngu mê. Được về sánh cõi liên quê, như trăng với nước chẳng hề khác nhau. Con ơi trong cảnh trần lao, chúng sanh lăn lộn chừng nào mới thôi. Xưa nay cứ mãi luân hồi, trả dài nghiệp hoặc cuốn lối không ngừng. Có thân chẳng liệu lấy thân, chung quy đưa đến một phần vô duyên. Hiện thân hưởng của nghiệp tiền lai, sanh chịu lấy ác duyên đương đời. Chúng sanh trong lúc hiện thời, sao không nghĩ đến cuộc đời mai sau. Luật nhân quả chẳng sai đâu, ác sanh nhất định đau đầu ác lai. Mê trần nên mới bào thai, chớ không phải tự nhiên đài ra đâu, sanh ra nơi cõi mê sầu. Suốt đời có thấy ai đâu lạc nhàn, cánh hoa hết nở rồi tàn nữa chừng sâu bò. Cánh ngang lá thường xét thân xét lại, tận tường cùng quá kia cũng một đường khác chi. Mây trần không ngất phủ gì, chúng sanh chẳng thấy những gì xa xôi. Thế gian nay lỡ mai bồi, Phật
đại luôn được an ngồi bình thân, cũng do lòng chẳng mây trần nên không luân lạc xây dần trong mây. Lòng ưa nơi cõi liên quê, cho nên thân được giữa cây đài sen. Chơi bùng nên mới lắm đen, nước trong rửa mãi đâu quen ố mình. Dù ai cam dỗ mặt tình phận mình, cứ giữ cho tinh tấn lòng, đường về cõi Phật chưa thông. Nguyện chưa nguôi được tấm lòng mộ tu lột, cho sạch hết lớp ngu để không còn một mờ lũ sai lầm. Cố công rút hết ruột tầm bảo thân, cho đến mọc mầm cánh bay, muốn về gặp Đức Như Lai. Bao nhiêu tội lỗi thẳng tay chỉ trần, càng làm cho nhẹ được thân thì càng trong bước đến gần đài sen. Những điều lòng mến và quen nhất thời khó bỏ ráng kiên, nhiều ngày viết tu không phải một giây, mà là cần phải tu hoài. Cho nên con ơi, nếu chẳng chỉ bền đạo màu khó đoạt, Phật tiên khó gần, chuông vàng trong có tiếng ngân. Khá khuyên sanh chung hãy cần đánh ra, từ bi hơn giá ngọc ngà, chúng sanh ráng tạo nên nhà từ bi. Tuy làm đạo pháp vô vi, mà trong vạn vật không chi sánh bằng. Nhớ nên quán niệm ngày hằng, mỗi manh nắm được bổn căn minh tường. Đêm qua thì có thấy dương lối mây, rồi được thấy đường giác quan. Trần ai đã lâm nhộn nhàng, sớm rồi sớm được lạc an chân thần. Từ bi đã gọi bao lần, lần này nếu chẳng tu thân còn gì. Đợi ngày thế giới biến di, dối vàng bái Phật quy y muộn màng, lòng vẫn không thuận một đàn. Sớm hay là muộn sẽ tan nát, nhà đông tây sự chẳng ôn hòa. Nhân sanh thế giới như là tơ treo, nhìn qua cuộc thế mộng meo, ngày đêm như thể ai thiêu đốt lòng, bao nhiêu cái có quá không. Thương cho sanh chung luôn công tạo tành, phước duyên người chẳng chịu dành, cứ dành tội ác cho sanh quả sầu. Nền hư nhà chẳng vững lâu, ác tâm khó tránh khỏi sầu khổ thân. Cảnh nguy nhân loại rất gần, mọi người hãy ráng ân cần sự tu. Chớ nên kết oán ghi thù, để cho nghiệp bao không thu hút mình. Dân không thù oan nước bình, người cùng tha thứ an ninh hoàn cầu. Trời lai đất chuyển mặt dầu, thiện nhân vẫn được trong bầu an cư. Mắt phàm thấy thật mà hư, thấy hư mà thật ngôn từ khó phân. Xưa nay bao cuộc tây trần,
chớ nào phải mới một lần này đâu. Biển sông đổi lại còn dấu núi non biên hoa rồng ruộng dấu đồng bằng. Chớ không luôn được bình thăng, chúng sanh vì thế mạng căn mong mạnh nguyện nhân tội ác như thành. Cho nên không ai được bình thánh đời này, trái mùi phải rụng khỏi cây. Đời tàn không thể giữ thay trường tồn, con ơi nên lấy từ ngôn khuyên người sớm biết trọng tôn sự lành. Qua cơn biến đổi tan tành gấp, đời bình trị sống sanh lâu dài, cõi lành không có nạn tai. Người xem người thế chân tay ruột rà nó cơm ấm áo, mỗi nhà sống trong vui sướng ôn hòa thường niên. Nếu tu đạt mức siêu nhiên thức thần trong cánh hoa liên tục dời, ngoài vòng đính luật đất trời không còn sanh tử đeo nơi thân mình, hoàn toàn khỏi cảnh u minh. Chẳng điều chi trói buộc mình vào đâu, tự do mở tự do thâu. Làm thầy vạn vật trong bầu chuyển luân trường tồn với cái chân thân. Quỷ ma đâu dám đến gần phá phanh, muốn cho ai cũng tu hành. Để về đến chốn tốt lành này đây, ở ăn chi lâm tà tây. Cho đài đọa hết kiếp này kiếp sau, chỉ vài lây có một hào. Trả ra mười lưỡng chân nào cho tiêu. Lắm người biết quấy làm liều, chỉ tham trước mắt quên điều sau lưng. Mê đời không giữ được thân, cái mê ấy có phải đành hay không? Vì mê thân khổ chập chồng, linh hồn do đó mà không nhẹ nhàng, sống trong muôn giấc mơ màng. Cứ cho là thật càng thêm mê, bước sai khó trở lộn về. Hết thân này lại đến kề thân sau, chúng sanh kha tịnh cho mau. Ở ngoài cõi tám con bao cảnh màu, không tu cõi Phật khó chầu. Nếu tu thì phải thật cầu siêu sinh, trọn đời giữ một đức tin, mặc tình sông gió gặp gình đến đâu. Bao nhiêu hoặc loạn trong đầu, tập trung trí não để hầu bình ninh. Phải luôn tự xét lòng mình, để ngăn ác niệm chực rình ngày đêm. Sống tâm khi được lặng êm, trời xanh sao sang hiện lên rõ ràng. Nhớ câu vạn sự đầu nan, nếu không kiên trì giữa đàn hồng ngay. Khá khuyên khắp hết gái trai, thuyền chèo tới bên chớ quay nửa sông. Đầu tiên khó định được lòng định, rồi vạn sự đều thông chớ ngờ. Sau khi thực tình giấc mơ thấy nghe rõ rệt hơn giờ say mê. Thức ra rất khó muôn bề, vì người đã quá ngủ mê lâu rồi. Lắm rồi đâu phải dễ bôi, chùi ra há dễ một hồi mà nên.
những điều nhớ rất khó quên, muốn quên phải có chí bền mới xong. Người hay bị cảnh buộc lòng khiến cho vạn sự đều tùng cảnh ra, bao nhiêu nhớ xấu giải tà cũng đều do chỗ ấy mà phát sanh. Nếu làm chủ được lòng mình tất không bị cảnh dỗ dành đường công, nhớ câu vạn sự dài không tâm vô nhất vật mới hồng quy chân. Kể kinh nhiều tở lắm sơn chung quy cũng dài như chư nhân vô chủ lòng. Muốn tu cho được thành công nhớ ghi điều ấy chớ hồng lãng quên, tại gia hành đạo cũng nên. Không cần cô chấp chùa đền cốc am, hứa tu thì phải y làm ở phàm lòng chẳng nhiễm phàm là tu. Phải tu với kẻ phàm phu chứ tu với Phật bỏ lưu người phàm, việc chi Phật cũng đã cam. Chỉ lo cho kẻ tục phàm chưa xong, thiếu ngoài thiếu cả bên trong, đạo chưa xong đạo đời chưa xong đời. Nên cần giúp họ đến nơi, phải làm như thế là người thật tu. Tu là cứu kẻ phàm phu chứ ngồi một chỗ mà cầu Như Lai. Phù sanh biết chẳng kéo dài, càng lo đổ chúng khỏi ngày lao đao. Vừa tu vừa đổ cho mau, đừng chờ dư của mới cho ăn mày. Có tài thì bố thí tài, đức thì thí đức cho ai đang cần, nhiều khi còn phải thí thân. Cứu người trong lúc lâm dòng nạn tai, từ bi chớ tiếc với ai. Việc chi giúp được giúp ngay cho người, không riêng giúp chúng bằng lời, mà còn giúp của cho đời ấm no. Thấy ai có việc sợ lo thì tìm đủ cách giúp cho an lòng. Tu không chỉ nói cho thông, phải làm cho đúng như trong giáo truyền. Làm gương cho thế trước tiên mới là khiến kẻ lầm nghiêng theo mình. Con ơi là giống hữu tình, cố khuyên họ sẽ như mình tỉnh ra. Xưa con còn nhớ chăng là buổi đầu con cũng hơ hà như ai. Phật khuyên chẳng để vào tay, cứ mê đắm cuộc các đài thế gian. Trải qua lắm buổi tân toan, sao cũng mới hướng theo đàn Phật khuyên. Tỉnh rồi biết rắm sâu duyên, nên qua nhiều kiếp không điên đảo lòng. Tâm con cùng Phật dung thông, lúc nào cũng mở rộng lòng từ bi. Con tìm được lối thoát ly thì người cũng có thể đi trở về. Ráng khuyên người tỉnh giấc mê, như xưa Phật đã dỗ về lấy con. Quản chỉ thân xác mất, còn miễn là cứu chúng qua cơn tai nạn. Biết ơn hay chẳng không màng, cứ soi cho sang khắp đàn người đi. Thấy ai còn quá mê si nên thương, chớ có điều gì bị khinh thoảng. Như người có chửi mình
cũng nên tha thứ chớ nên oán hờn, giết nào cũng có nhân duyên. Hận người tất bị người hờn chẳng không, có câu hình giải bóng công làm hung nhất định khó trong gặp hiền. Cách đây độ mấy ngàn niên, con còn nhớ rõ sự duyên một ngày, có chàng nổi tiếng đờn hay. Các nơi nhạc sĩ phục tài anh ta, nhiều người nhà ở phương xa cũng tìm đến chỗ anh ta nghe đờn. Nhưng anh lại thiếu lòng nhân, thấy ai sủi bại tay chân anh cười. Anh thường hay bảo mọi người đừng cho sủi bại gần nơi anh đờn. Ít lâu sau có một hôm, bỗng nhiên anh thấy tay chân nặng nề, cả thân đều rất mỏi mệt thuốc men. Thư uống thư thoa không ngừng, tuy nhiên chứng bệnh không dừng, lần lần đến thật tay chân sủi què. Hết còn đông đầy ngó ngoe, cây đàn đành bỏ hết khoe tài đàn. Gần xa đều dậy tiếng đồn cho rằng anh bị trời hành tội khinh. Mới cười người kế cười mình, luật nhân quả chớ lòng khinh mà lầm. Giữ lành các việc do tâm, chúng sanh ráng tạo lấy mầm tốt tươi. Con ơi con nhớ khuyên người, càng làm ác lắm càng dời quá mau. Trong khi loạn lạc bình đau, càng làm hung ác càng mau hại mình. Hiện thân đã chịu khổ hình, lại sanh còn gặp muôn nghìn lao lung. Chạy không ra khỏi dòng cung, đi đâu người cũng mang lòng đi theo. Lòng hiền thì có hiền đeo, lòng hung thì có hung đeo bên thân. Chúng sanh đau khổ vô ngần, nên làm hiền để bớt phần khổ đau. Lợi danh như thế bọt bào, nay tranh dẫu được mai nào còn đâu. Của người mình muốn tóm thâu, của mình người có nhìn đâu bao giờ. Hoàn cầu đưa đến nguy cơ, một phần lớn tại người quơ của người. Bày ra nhiều thuyết tốt tươi, phần đông chỉ nói ít người làm theo. Tấm lòng ích kỷ cứ đeo, của ai thấy cũng muốn quèo lấy đi. Trước khi làm nhớ xét suy, lợi mình hại kẻ bỏ đi chớ làm. Của nên thí chớ nên tham, mở lòng nhân đức chớ nham hiểm lòng. Giúp nhau kẻ của người công cho, không ai đói cũng không ai nghèo. Nhiều người trong cảnh nhóc nhiều lắm, khi chẳng có cơm thiếu lót lòng. Vợ con tay dắt tay bồng, thấy vậy há chẳng động lòng thi ơn. Mọi người nên mở lòng nhân, chớ nên riêng sống chẳng cần giúp ai. Mỗi người hợp lại một tay, nhà xây được lớn đất cài được xa. Thù nhau mấy cũng nên hòa, để cho sự sống mỗi nhà an vui. Làm người phải xứng đáng người ở ăn, cho sạch nói cười cho thanh. Con người thấy lợi ra dành, khác nào thú vật chạy tranh lấy mồi. Oh.
lợi chung việc đáng lắm rồi lợi điên để hại cho người là nhớ từ xưa chi đến bây giờ. Những người bất nghĩa ai thờ tới đâu giàu sang bạc chất ngang đầu làm điều bất chánh có lâu bao giờ. Thấy ai lâm nạn ngó lơ khi mình hữu sự khó nhờ người ta. Ở đời có lại có qua biết mình không biết người là lầm sai. Muốn cho dân chúng thời nay biết đem hột mũi chia hai cho người thấy hư giải dỗ không cười. Nghe ai nói phải thì vui học đòi mỗi người tự tánh biết xoay. Lựa câu để nói lựa nơi để làm phần anh biết xử kham phần em cũng tự làm cho xong. Chồng không để thẹn làm chồng vợ không để thẹn vợ trong gia đình. Ở ăn cho có nhân tình lúc nào cũng giữ công minh việc làm bao nhiêu đó biết gìn kham cũng tăng nhân phẩm nữ nam được nhiều. Con ơi con ráng gọi kêu cho ai cũng biết theo đường lành bỏ điều dối trá lưu manh. Biết tôn trọng cái giá danh con người tự mình biết sự hổ ngươi. Không làm những việc nhão cười người ta lời chi nói cũng ôn hòa. Tránh xa gây gỗ cũng xa nịnh lùa với ai đều cũng giả thưa. Thật tình lễ phép chẳng ưa làm màu giàu không tự ý mình giàu. Quyền cao mà chẳng tự cao hơn người nói ra thì biết nhường lời thông minh nhưng chẳng chê người dại ngu. Giữ tròn nhân cách trượng phu không cho giai cấp làm mù lương tri. Con ơi càng biết đạo nghị càng làm đẹp đẽ hành nghi con người. Ở ăn quy củ trong đời trong thời thuận thảo ngoài thời hòa vui. Nhờ ơn cha mẹ dưỡng nuôi thì không thể trở nên người con hư. Trọn câu tử hiếu phụ tử đó là căn bản đạo người xưa nay. Ở đời dù gái hay trai khi ăn trái phải nhớ ngay công chồng. Chịu ơn chẳng đáp đền xong sống thì hổ mặt thác. Không siêu hồn chớ cho trốn nợ là khôn. Kiếp này không trả sẽ dồn kiếp sau. Dù cho có lắm bôn đào cuối cùng cũng bị nghiệp bao lấy mình. Cho nên trong lúc sanh bình nợ nào cũng phải cố tình trả xong. Nợ trần khi đã trả thật không mà chẳng còn bị cuốn lôi trong cõi trần. Ráng nên tu dưỡng tinh thần đừng cho các nghiệp buộc thân. Sau này nghiệp siêu thì cố tạo gây còn như nghiệp đọa bỏ ngay không làm. Ở phàm tạo nghiệp phi phàm chỉ làm rồi kiếp không làm đọa thân. Con ơi nhớ gọi khách trần nên làm như thế cho thần thức siêu. Lửa tuy một đốm không nhiều nhưng mà có thể đốt tiêu cả rừng. Chỉ trong một phút hận sân làm tan nát cả nghĩa nhân một đời phải nên bình tĩnh con ơi. Hư rồi khó sửa rách rồi khó khâu.
việc chi cũng xét đuôi đầu, chứ đừng nói bướng làm nhầu không nên. Những điều nhớ sâu cố quên, để cho trí não trở nên sáng lần. Một khi sáng sủa tinh thần, việc làm sẽ được khỏi phần lầm sai. Sáng tâm thì sáng mắt, tai mắt tai muôn sáng phải quay về tâm. Trong tâm muôn hết sai lầm, đừng cho ngoại cảnh nó xâm nhập vào. Định tâm khó biết là bao, nhưng tâm khi định vật nào dám so. Định tâm nào phải hết lo, nhưng lo ấy chẳng phải cho tánh phàm. Lòng lo rộng lớn bao hàm, lo dân còn khổ lo làm đổ dân. Thay vì lo việc riêng thân, để lo cho khắp thế trần thoát mê. Người tu lo liệu trăm bề, đâu ngồi một chỗ ha hay sớm chiều. Thấy đời càng khổ bao nhiêu, trong lòng càng phải lắm điều lo toan. Tuy lo mà chẳng mê mang, nên không bị kéo vào đàn yêu mang. Kệ kinh giải để làm ra, Phật không dạy để ngồi mà tụng xuống, vừa xem vừa phải hành luôn. Tu như thế mới chánh đường con ơi. Kệ kinh chẳng thuộc một lời, lòng từ bi có cũng ngồi tòa sen. Những người lòng giả bạc đen, tụng cho đến chết không lên Phật đài. Cao trong chơi chuốc bên ngoài, thế gian dũng tướng Phật ngài dũng tâm. Tu lâu không đạt quyền thâm, phần nhiều khẩu Phật mà tâm đắp xa. Chỉ lo dọn dẹp ngoài da, trong tâm bỏ phế hơn là rừng quang. Dối lòng dối cả thế gian, tu như thế ấy tội càng lớn thêm. Giờ này cũng đã nửa đêm, thấy con trằn trọc mẹ mềm ruột gan. Mượn lời trong chốn không gian, cùng con trò chuyện đá vàng đời nay. Có đêm nhất định có ngày, có phàm tất có Phật đài ơi con. Có đời chết chốc hiếu vong, cô nhiên có cảnh sống còn an vui. Ấy là cảnh Phật con ơi, chúng sanh muốn biết hãy dời đến xem. Khác hơn cõi thế tèm lem, ở nơi cõi Phật tòa sen chói lòa. Phật nào cũng ở trên hoa, không hề chết mất, không già bệnh thân. Dung nhan đẹp khác phàm trần, vị nào cũng đủ tinh thần quang minh. Thật là trường cửu hòa bình, đáng cho nam nữ siêu sinh cõi này. Cõi này không phải mới đây, mà từ vô thị đến nay có rồi. Nhiều người đã tới đây ngồi, vẫn còn vô số kẻ trôi biển cần. Nhìn vào khổ ách muôn dân, khiến lòng từ mẫn như dần nát tan. Quyết ra tay cứu thế gian, lấp sóng biển khổ lòng vàng mới ưng. Dạy tu để cứu khổ dân, chứ không dạy chỉ lo thân quên người. Gặp khi binh lửa khắp nơi, người tu càng phải giúp đời nhiều hơn. Người tu phải có lòng nhân, tu như thế mới đúng chân giáo truyền. Khổ nàng còn có vô biên,
đâu đành ngồi ngó não phiền của dân. Con ơi dù phải tao tần, cũng đừng bỏ giả cứu trần thoát mê. Riêng thân dầu có nặng nề, miệng đời nhé gánh cũng hê hạ lòng. Hiện giờ khắp chốn Tây Đông, hóa thân Bồ Tát đầy trong cõi trần. Đó đây kêu gọi không ngừng, kêu cho sanh chúng xả thân tu hành, bỏ lòng giết hại lấn tranh, tạo nền hạnh phúc bình thánh lâu dài. Mạng người ai cũng như ai, vì mình mà nỡ xuống tay, sao đành thù nhau dù có muôn thành. Vợ này cũng ráng mở tình thứ tha, nếu mình tha thứ người ta thì người ta sẽ thứ tha cho mình. Trong đời nhiều lúc vô tình mà gây tội lỗi cho mình không hay. Lỗi mà thú nhận ra ngay, muôn người chỉ có một hai lạ cùng. Một khi nổi gió đụng đùng thì cây cội ngã nào không bao giờ hành vi lỗi chẳng nằm trơ. Mà là lỗi ấy hại cho nhiều người, lỗi dù che đậy bao nơi, đến khi rốt cuộc thì người cũng hay. Lỗi mình biết trước hơn ai, trong tâm lo sợ mỗi ngày không ngưng, tránh đừng phạm lỗi vào thân. Lỗi như đã phạm thì cần hối ngay, chớ cho lỗi ấy kéo dài. Sớm ngày hối cải sớm ngày an tâm, trả vai định luật không lầm. Nên khuyên sanh chúng chớ nên khinh lờn. Dứt xong cái tánh ngã nhân, tự nhiên sẽ hết tham sân trong lòng. Tham sân khi đã sạch không, ưu sầu phiền não trong lòng cũng tiêu. Ngã nhân tánh ấy còn nhiều, dẫu tu muôn kiếp chẳng siêu Phật đài. Con ơi nhớ bảo gây cay, mấy điều ấy ráng miệt mài cho nên. Thành công do ở chỉ bền, đừng lòng sớm nhớ chịu quên không đành. Đã tu thì phải có hành, tu xuống cửa miệng hổ danh nhà thiền. Không cần ai bảo ai khuyên, cũng thông hai chữ tu hiền gần nhau. Tu hung Phật dạy hồi nào, đời nay lắm kẻ hùng hào sự tu. Tu cho sáng chứ tu mù, tu cho siêu thoát chứ tu tiêu hồn. Tu về cực lạc tu khôn, tu nơi địa ngục tu phồn dại ngu. Cũng thời nhập đạo vào tu, người hầu Phật tổ kẻ chầu ma vương. Sự tu vốn có hai đường, chúng sanh cần phải tìm phương mà về. Đường tạ càng buộc càng mê, chỉ đường chánh mới tự tề giác quan. Đạo tà thường hại thế gian, còn đường đạo chánh luôn toan cứu đời. Đạo tà như đám sương mây, còn đường đạo chánh như trời sáng ra. Tà làm tối mắt người ta, chánh làm sáng mắt trẻ già khắp nơi. Chánh tà khéo chọn con ơi, bước sai một bước khổ đời muôn năm. Chúng sanh như lạc rừng thâm, lấy sao làm dấu để tầm hướng ra. Cứ quanh trong chốn rừng già, thân kia khó tránh hùm ta ngày nào.
biết nguy thì phải trốn mau, trói tay rồi mới tẩu đào kịp đâu. Muốn đi qua khỏi sông sâu, phải lo sắm đủ thuyền tàu trước đi. Quy y mà chẳng hành y, ngàn đời cũng chẳng thoát ly cõi trần. Có thân sớm liệu lấy thân, đừng chờ hấp hối mới lần chuỗi tay. Tu trong chớ có tu ngoài, thật lòng mổ đạo chứ bài dối tu. Trời trong bóng có mây mù, nay án mai chẳng sự đâu thể ngờ. Xảy ra bão tố khắc giờ đủ, làm vạn vật xác xơ lắm rồi. Biến thiên đã định trong đời, xưa nay như thế mặt người tin không. Nếu tin tin chắc nơi lòng, thường ngày tinh tấn gắn công tu hành. Không mang thế sự lợi danh, chỉ lo bủa rộng chân tình từ bi. Làm cho mình hết mê si, đồng thời giúp kẻ khác đi chánh đường. Đạo màu nhất quyết phô trương, khiến cho ai cũng thiện lương như mình. Tam quy ngũ giới chặt gìn, xây nên hạnh phúc hòa bình khắp nơi. Treo gương bác ngay tốt tươi, mở đường sáng rộng cho người đi theo. Kêu dân giúp kẻ khó nghèo, gọi người hợp tác để gieo giống lành. Nhà nhà nỗ lực tu hành, không ai gây gỗ tranh giành với ai. Trẻ già ăn ở thẳng ngay, thương nhau như thể chân tay. Ruột rà đầu làng cuối xóm thuận hoàng, không ai mất của không nhà hàm oan. Nhà nào cũng được ngủ an, không còn thấy kẻ ngoại đàn ăn xin. Được vinh thì cũng đồng vinh, khổ vui đều biết lấy tình sớt sang. Chẳng nghe thấy kẻ tham gian, tạo nên xã hội hoàn toàn thanh liêm. Hiếu trung ăn ở trọn niềm, sống không hổ thẹn cổ kim. Chút nào điều này không phải chim bao, quyết tâm có một ngày nào dựng lên. Con người nói phải làm nên, luận xuống đến chết tuổi tên không thành. Giảng kinh miệng đọc tâm thành, chấp tay thì phải lòng thành nam mô. Học câu Bồ Tát hư vô, của người muôn hốt vào bồ sao nên. Nếu bờ giác ngạn muốn lên, nở nần chớ có chất trên vai nhiều. Vai càng nhẹ gánh bấy nhiêu, chân càng lẹ bước dễ trèo lên cao.